hôm nay muốn ăn gì? Xin cứ nói ra đi. Mời quý khách ngồi. Chờ chút. Tiểu Nhi. Dạ. Ra đây. Chú bảo con cái gì vậy? Bữa nay một vị khách quen lắm. Giống như là trong cái bản cáo thị là tội phạm đang bị truy nã. Đúng rồi, nhớ mặt thằng này rồi. Nó nổi tiếng lắm nè. Đăng trên báo công an nhiều lắm. Như vậy là cáo thị là truy nã, phải không? Bây giờ sao? Bây giờ tao với mày bắt nó đưa cho quan phủ lãnh tưởng. Ê, ông đừng, ông anh bình tĩnh lại. Nhiều khi á mà không phải là cái thằng mà người tội phạm mà ông bắt về ông giao quan phủ là nhiều khi ông bị mang tội luôn đó. Chết. Nhưng phải từ từ cẩn thận. Tương kế tụ kế ông ơi. Bên sao? Ha! Ê! Dạ mời quý khách ngồi. Đứng được không? Dạ không. Vô quán đây là phải ngồi. Quý khách thật là khách sáo quá. Biết chuyện gì chứ? Không bắt đầu thích rồi đó. Dạ thưa quý khách, cái quán này á, cái nội quy đó vô đây là sẽ được chủ quán tiếp đãi nồng hậu và sẽ thương hoặc là ghét tùy theo cái tài trí của khách mình. Không phải, ông phải thử. Ví dụ như là nó có phải là hay không, nó là phải là tội phạm hay không, ông phải thử trí thông minh của nó. Trời sao lâu quá vậy? Nói là tiếp đãi chu đáo, nãy giờ chưa thấy. Dạ, xin lỗi. Để cho tôi phép, xin phép được thử coi quý khách có cái trí thông minh hay không. Nếu mà quý khách trả lời được hết những câu đố của tôi thì tôi sẽ thương quý khách. Còn ngược lại thì tôi sẽ coi quý khách là một người tôi không có thích, có nghĩa là tôi ghét. Sao phiền quá vậy? Không có phiền, đó là nội quy của hội quán Tiêu Lâm. Dạ, lúc nào cũng vui vẻ hết. Xin phép được hỏi. Quý khách có biết là chết lãng xẹt người ta gọi là gì không? Trời ơi, vậy cũng hỏi. Kêu là gì? Không biết. Không biết à? Ông nội này chết. Biết rồi, tôi biết rồi. Là cái gì? Lãng tử. Hay quá. Mời quý khách ngồi, quý khách ngồi. Tiếp tục. Để nghe tiếp câu thứ hai. Đi võ thám chết thì gọi là gì? Võ thám chết gọi là gì hả? Dạ. Thám tử. Hay quá vậy. Hay quá. Bị trời đánh chết gọi là gì? Xét đánh chết. Trời đánh hả? Ừ. Trời tử. Trời tử à? Không được, được. Xin lỗi. Đã là chứ trời làm sao mà nói lại được. Xin lỗi ông trời. Bị trời đánh chết kêu bằng cái gì? Trời ơi đất ơi. Mày im đi. Trả lời được không? Trả lời được không? Không biết. Quá dễ. Bị trời đánh chết gọi là thiên tử. Cho cơ hội để gỡ nè. Dễ vậy mà cũng đố. Đi công việc chết gọi là gì? Đi công việc chết. Gọi là gì hả? Tên này mỗi lần đứng dậy là nó biết đó. Gọi là gì? Đi công việc chết gọi là... Gọi là gì? Là gì? Không biết. Gọi là công tử. Hay quá vậy. Được rồi, cho câu này dễ, ai cũng biết. Đi tiểu mà chết gọi là gì? Trời ơi, vậy cũng đố nữa. Để sao? Là tiểu tử. Hay quá. Hay quá. Nếu gặp một người quá thông minh như chàng mà là chết tài giỏi mà chết, ta kêu bằng cái gì? Cái này là đúng tên của tôi luôn á. Tên là tài tử. Hay quá. Ông chủ à. Nè, đừng có giỏi mừng. Này. Nếu như mà ngươi mà đứng đây mà ăn nói vô duyên á, ngươi chết gọi là gì? Vô duyên. Nó gọi là vô tử. Gặp bạn rồi. Gặp bạn rồi. Ngồi xuống. Còn nữa hả? Coi như là được thương rồi đó. Cái giai đoạn này được thương rồi đó. Cho ăn đi. Khoan. Đại đi. Còn một thử thách nữa. Thứ hoa vậy? Ở người đó. Hả? Tới con hả? Bây giờ nhảy lầu người ta gọi là cái gì?
Nhảy đúng rồi đúng không? Nhảy lầu cái gọi là tự tử. Sao ông chủ? Hầu hay không? Thách thứ hai hả? Qua thử thách thứ hai đi. Nghe. Qua thử thách thứ hai hả? À, dạ, nãy giờ quý khách cũng đã mệt rồi. Quý khách ngồi xuống đây. Không, không, không có mệt, không có mệt hết á. Rất là khỏe. Để tụi tôi có một món quà cũng tiếp đãi quý khách. Không cần quà đâu. Mới được mà, yên tâm ngồi đi mà. Hồi lá. Đây. Xuống đi quá. Muốn ăn đâu? Từ từ. Ngồi xuống đi. Ờ, vậy đi. Để đi. Cái món này lại. Muốn ăn là phải bịt mắt lại. Một cái trò đố vui đố mẹo đó mà. Sẽ không có sao. 3 ly nước quý khách sẽ uống thử đi. Biết cái nước đâu. Nước gì? Đồ ăn đây toàn là dinh dưỡng tốt mà. Đây. Cái thử thách thứ hai đó là mời quý khách. Ờ cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó tụt xuống rồi. Không có được. Làm bậy thôi. Không có được vậy là bậy rồi. Ông nội này là ông nội bị chi não. Không được, không được. Sao mà vậy là tao ghét nó nghe. Không có được. Rồi, bây giờ còn gì nữa? Bây giờ nếm là cho biết đây là nước gì. Uống đi, không sao đâu. Đây là cái nước gì? Nước gì? Nước gì? Để quen quen ta. Cái nước gì màu vàng vàng đó. Tăng lực. Ai biết. Màu cũng nè. Trời. Đúng không? Rồi quá, đúng rồi, không biết nữa. Thôi qua. Qua liền thứ hai. Cậu Rình nè. Đây, hãy nêm đi thứ hai. Nước gì? Sao? Này gì nó hôi hôi vậy? Thử lại cái lần nữa coi. Sao? Nước gì? Công tử thấy sao? Là giống nước tiểu của hai người quá chứ. Cái gì? Lao tay ơi! Hại tụi con. Tụi đó là vệ sinh, không có làm những cái chuyện bậy bạ đó. Nói cho thằng ta nghe đi. Là nước gì? Nước gì? Đây nước suối. Tầm bậy rồi. Nước là nước hỗn hợp pha tùm lum tà la hết. Ba nước hồi nãy nhà ngươi thấy là bây giờ tháo ra hết rồi đó. Nói chung là đây là vị khách không phải là trong lệnh di nã. Tốt quá. Khách quý. Thôi nãy giờ đây tôi xin lỗi nha. Bây giờ bắt đầu đón khách đi. Dạ. Nãy giờ cũng hành quý khách nhiều quá rồi. Mời quý khách tô cháo. Này gọi là cháo hành. Tại vì hành quá giờ ăn cháo thì kêu cháo hành. Cháo thì ghê vậy. Ăn đi, được. Ăn cháo. Mà mày không cho muỗng sao ăn ha. Ăn đi, nãy giờ hành quá giờ ăn cháo rồi kêu cháo ăn đi. Muỗng đâu? Quán gì kỳ vậy? Có muỗng kiểu gì? Ăn đi. Ăn này xong có nào tôi đổi giới tính không trời? Không có. Đừng có lo. Hay quá, ngon không? Ngon chứ. Chuyện gì mà con khóc vậy? Cha ơi, con mới bị cướp ở ngoài đường á cha. Cái gì? Bị cướp ngoài đường? Dạ, cướp cái gì? Rồi. Nó cướp cái gì? Nó cướp cái đôi bông của con. Ui, con nào mà dám cả gan như vậy? Cha, cho nó tìm cho bằng được cái tên đó, phanh thầy nó ra đó cha. Được rồi, để cha tìm. Nhưng mà con phải cho biết đặc điểm nó là cái gì, cha mới tìm được chứ. Ô kìa, chàng trai này là ai vậy cha? Trời ơi, đừng thấy đập trai cái nhào nhào tới nha cô. Đây là khách quý, khách quý. Ôi, vậy hả? À. Cha ơi, cha có thể mời chàng khách quý đó ra đây một chút được không cha? À, dạ, xin phép mời công tử qua cho con gái tôi nó nói chuyện chút. Thấy cái mặt cái cổ giống ông chứ, cũng phù phù á. Không có được dễ thương lắm, dễ thương hết mà. Tin tôi đi, không có gì đâu, không có khùng khùng. Trời qua ơi, đây đi. Bỏ áo xuống anh. Ở cái gì? Qua đây. Đừng làm bậy nha con. Đây giới thiệu ông này. Ông này là chết lãng xẹt. Chết lãng xẹt ta kêu là lãng tử đó. Ông này là chết lãng xẹt. Sao con? Như á, là con thấy cái dốc dáng này á hả? Xem giống giống như là cái tên cướp. Cướp con ở ngoài đường á. Nhưng mà tại vì nó bịt mặt nên con không biết là phải không này hay không. Nhưng mà cái tướng tá thì cũng ngang như vậy đó. Còn có gì? Giống mà. Cái gì? Cái chiều cao thì con nhớ là giống như vậy đó cha. Cô hả, là không hãm hại được tôi là cô bây giờ cô đặt điều vô khống hả? Nếu như mà nếu như mà không sợ người ta vô khống á thì anh phải múa võ ra đây đi để tôi coi coi anh phải là người võ công như thế nào. Ủa, cô mắc gì tôi phải làm theo cô? Không, không, đúng rồi. Nếu mà không làm như vậy là anh là người một cái kẻ mà đã cướp nhan sắc, cướp cái đôi bông tai của tôi ở ngoài đường đúng không? Rồi, múa thì múa.
May mà không có má tôi ở nhà đó. Có má tôi ở nhà hả, xử đẹp anh hơn nữa. Trời ơi. Đâu, bây giờ con muốn công tử này muốn giỏi gì? Để con nhớ thôi. Xa Quyền. Xa Quyền. Xa Quyền. Xa Quyền. Xa. Trời ơi, Xa Quyền kìa. Trời ơi, cái gì trời như vậy? Trời giỏi gì không nữa? Không phải giỏi này. Hầu Quyền. Hầu Quyền. Hầu Quyền. Hầu Quyền. Hầu Quyền. Con khỉ Quyền. Trời, con khỉ cũng vậy luôn hả? Khỉ này kỳ vậy? Giống cái này quờ quờ Quyền. Quờ quờ Quyền quá hay. Ok chưa? Thôi, em U Quyền. Em M.U. Quyền. Mù hả? Múa coi. Chết xác rồi. Gì? Chết xác là kẻ. Là kẻ. Là kẻ là kẻ là kẻ là kẻ. Đúng rồi, mù Quyền mà hắn cũng múa được. Chết xác. Gì? Đúng rồi, rồi. Tôi nói con bạn nó chạm kìa. Cái hình nó kìa. Cái hình nó kìa. Rồi, xe cánh tôi rồi. Tại sao các ngươi lại hành hung người vô cớ? Không phải là hành hung mà là bắt thủ phạm. Chàng công tử này đã làm gì mà các ngươi kêu là thủ phạm? Chính hắn đã cướp đôi bông tai của con gái tôi. Dạ, chính hắn, cái mặt hắn còn in trên đây luôn nè. Đúng, chính hắn. Truy nã người giống người đó là chuyện bình thường. Làm gì có chuyện giống? Dạ, thấy chưa? Hai dùng nước vậy? Thấy chưa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Một con dương quan hiếp con. Cha ngươi không thấy nhưng ta thấy, ngươi cua nó trước. Hả? Thấy chưa? Cái chuyện không chưa? Có chuyện này không? Dạ, dạ, nhìn tôi tét áo tôi ngoài đường chạy về nè. Thấy ghê chưa? Ông cũng nên coi lại cách cư xử của con gái ông. Mê trai thấy sợ. Trời ơi. Dạ. Dục nhã quá. Ta nói cho ông biết, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu người ta phạm tội, ông phải đưa lên công đường để xử. Cớ sao lại hành hung người ta như vậy? Bây giờ ta sẽ đưa người ấy đi. Không được, không được. Phải bắt lại. Chính nó là hung thủ. Đã có đầy đủ bằng chứng, vật chứng đầy đủ. Đạo cụ đích đó chính là hung thủ, chứ hạ đó. Đúng rồi. Im. Cầm miệng. Có ta ở đây là đại diện cho phủ. Tại sao ngươi lại hành hung hồ đồ như vậy? Trên kia tóc dài hay ngắn? Tóc ngắn. Ở đây ngắn hay dài? Tóc dài. Tóc dài. Có giống nhau đâu chứ? Em bị ngụy trang làm sao? Vậy thì ai mới là người bị bắt, ai mới là đáng truy nã? Cái chuyện mày bị bắt hay truy nã, gia đình ông cứ từ từ mà tính. Mời công công về triều. Cái gì công công? Hả? Cái gì mà nói? Trời ơi. Nào xin mời ông Quang áo đỏ và ông Công Công áo hường ra đây. Và cuối cùng kết thúc cái tình huống này thì mới biết thì ra cái người đàn ông vạm vỡ này là một không không. Coi như là cái chuyện mà anh ta mà đi giật bông tai của một cô gái rồi đưa cô gái là hoàn toàn không có thiệt. Hèn gì giật bông tai đúng không? Anh cấp giật cái hèn. Như vậy là nghệ sĩ Hoài Linh trong cái vai một vị quan đến đây đã tìm ra được những cái thông tin, những cái chi tiết mà có thể giải cứu cho cái vị thực khách này của chúng ta. Thứ nhất là bên kia tóc ngắn, bên đây tóc dài. Đó, cái thứ hai là ông này là Công Công, thành ra ông có đi dê gái làm cái gì hết. Một tràng vỗ tay thật to cho nghệ sĩ Hoài Linh cùng với đoàn Thành Tài. Xin cảm ơn hai anh rất nhiều. Dạ, bây giờ thì vào trong chuẩn bị cho cái thử thách sau nha. Dạ. Bây giờ thì quán của chúng ta như thế nào đây? Hả? Bây giờ buổi trưa có một cái vị khách tới làm phiền mình rồi đúng không? Bây giờ làm chủ à, buổi chiều. Vừa rồi thấy rằng đưa ra những cái thử thách coi bộ là chưa có làm khó được những thực khách của mình. Những cái câu hỏi thì thực khách của chúng ta cũng thể có thể dễ dàng giải đáp. Hy vọng rằng cái buổi chiều tối sắp tới đây mình sẽ có những cái chiêu gì đó nó độc đáo hơn, nó mang cái tính vận động hơn, nó làm cho thực khách của chúng ta phải mệt mỏi, thì lúc đó mình mới có thể là xoay chuyển thực khách trong lòng bàn tay. Đồng ý không nào? Đồng ý. Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị những cái gì cần thiết nhất để chào đón vị thực khách buổi chiều tối. Bắt đầu.
mặt cùng tất cả anh chị em trong hội quán Thiếu Lâm sẽ tung hứng nhảy nhót múa hát ca ăn uống quậy quạng nằm xuống đứng lên làm sao mà khán giả Đài Vĩnh Long tha hồ cười thả ga. Hết nhạc đảng hậu vậy? Không phải đâu, không phải đâu. Bởi vì anh nhảy quá đó, nhà nó không dám hát nữa. Vậy hả? Dạ, bởi vì sợ sập cái chỗ này đó, nó tắt liền lập tức vậy đó. Nghe đồn vô đây được ăn nhiều thứ món ngon lắm, mà đi quá thì đi nhịn đói sáng giờ mà có được ăn gì không? Trời ơi anh ơi, nó nghe nó thiệt tình với anh luôn nghe. Bây giờ cái dòng eo anh bao nhiêu rồi anh biết chưa, mà anh cái đồ ăn miết gì không biết nữa. Nó nhỏ thôi, 140kg, 3 vòng cũng 140. Nếu mà nếu mà đại nghĩa mà ôm nhiệt tình lắm mới dám, mà họ mới không có dám đâu, nghe thấy chưa? Cái này bây giờ đố anh nó làm sao mà vòng tay chạm rốn đó. Sao dễ lắm nè nè. Đó. Đúng không? Rồi hôm nay cái vị thực khách của chúng ta đến vào buổi chiều tối rất là vui nhộn đó, nhưng mà nhìn là thấy cơ bồi là cái quán này không đủ thức ăn cho anh ăn rồi đó. Hả? Thì không, anh vô ăn là sập quán người ta đó. Đâu có, anh nghe đồ như này có 1000 món lận. Trời ơi, anh ăn 1000 món không đủ nữa anh ơi. Chắc anh ăn thịt luôn công bà chủ quán, may ra mới no đó. Anh Hoàng mập thân mến, đến với cái hội quán Tiếu Lâm, trong này là một cái quán ăn nó có rất nhiều món ăn để anh lựa chọn nha. Nhưng mà để mà được thỏa mãn cái khẩu vị của anh á, để được có những món ăn ngon á, anh phải trải qua những cái thử thách mà ông bà chủ quán đặt ra. Ông bà chủ quán này là cũng nghiệt ngã ghê lắm. Chuyện nhỏ em, cái gì mình ăn chùa là phải phục vụ, đâu phải ta bưng đồ ăn cái này ăn đi sung sướng vậy. Không phải, phải lao động, phải khổ sai. Nhiều khi rửa chén ta mình được cho ăn cái tô chén đó chứ bộ. Rồi thôi bây giờ nếu như mà anh muốn ăn như vậy đó, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào quán ăn của hội quán Tiếu Lâm nha. Nhưng mà dặn anh là nếu như mà anh thấy cái gì khó khăn quá, nó làm cho anh mệt mỏi căng thẳng quá đó, anh có thể anh cầu cứu. Rồi bây giờ mời anh Hoàng Mập hãy quay về nhìn vào cái cánh cửa này nha. Đây là cánh cửa của hội quán Tiếu Lâm đó. Bây giờ anh làm sao cho nó mở cửa ra, anh đẩy ra được không? Mình gõ cửa đi. Gõ nó không mở đâu. Cốc cốc cốc. Không ai mở đâu. Ai gọi đó? Nếu là thỏ cho xem tai, không phải là thỏ không đâu. Nếu là heo cho xem gì? Cho xem móng. Dạ con heo mập lắm nè, mở ra đi con heo nè. Chắc không được, thấy không? Đó bây giờ làm sao? Cái thử thách đầu tiên dành cho anh á. Làm gì vậy? Kiếm cây búa. Trả thôi 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 thôi. Trời ơi. Bữa nay ngại. Ở với phe đảng tôi là nếu mà đập cửa đi bữa một cái là sập liền đó. Bữa nay gặp khách không chỉ phàm ăn, ham ăn, thích ăn, mà bây giờ còn gặp khách bạo lực trong đó nữa. Thôi cánh cửa của hội quán Tiếu Lâm mở ra, tiếp đón vị khách đặc biệt của chúng ta buổi tối nào. Ấn tượng chưa? Xin mời anh Hoàng Mập. Chào mừng đến với hội quán Tiếu Lâm. Hả má ơi, hôm nay muốn ăn gì xin cứ nói ra đi, hội quán Tiếu Lâm xin mời. Nhưng đừng ăn quỵt cho nhà. Ai nó không? Chính nó. Chính hắn. Thằng ăn quýt. Trời ơi, bắt nó lại. Ê con, khoan. Khó quá, bỏ đi con. Cái này khi yếu yếu đặt ra gió nè. Xuống. Mày bắt nó hay nó bắt mày vậy? Yếu hóa. Nè. Dạ. Cái mày là thằng hôm bữa tới đây ăn quýt. Anh bắt con gái tao phục vụ cho ngày đúng không? Ủa gái chú là đứa nào quên rồi? Đây nè. Ăn quỵt rồi còn mặc đồ màu sắc nữa hả? Trời ơi, bà ở đây chỉ có một đi bà. Chưa nói mà má. Cái con gái của má, con của chủ quán hội quán Tiếu Lâm này mới được mặc đồ màu sắc vậy thôi, không có ai được cạnh tranh. Ăn quỵt còn mặc đồ màu sắc. Ủa, nói chuyện xíu biết liền. Bên kia má này con đó hả? Trời ơi, má con trong gia đình không ổn định nữa. Cứ lộn hoài. Đây má đây con không? Đây ba hả? Sao? Hay là đây con gây Út? Nhìn mặt trẻ lắm. Dễ thương ghê. Trẻ mà để râu làm chi vậy? Tạo bớt râu đi. Ê, ma bên kia phải không? Tạ
mày ơi, tôi ở đợ. Trời ơi, ông ăn quỵt hồi qua chưa nói chuyện ông qua đây ngồi, ông qua đây ngồi để ông chủ bà chủ tôi tính sổ với ông. Quá mà ăn quỵt còn dám quay lại nữa. Ủa đây ngồi, ngồi ở đây, ngồi xuống. Tính sổ với ông chuyện hôm qua ăn đã đời mập thay xong đi về là sao? Khoan, muốn tính gì tính, trước khi tính cho em nói một câu được không? Nói đi. Em đói quá cho ăn miếng. Từ cho ăn. Cho ăn. Nhưng hả? Trước khi phải xử lý chuyện hôm qua cái đã. Chuyện qua. Nhớ gì không? Nhớ gì nhắc mới nhớ. Ăn quỵt đó. Ăn quỵt ngày nào cũng quỵt đâu phải hôm qua đâu. Trời ơi trời. Tôi không cần biết là anh ăn quỵt ở chỗ nào, bao nhiêu ngày. Tôi chỉ cần biết ngày hôm qua anh ăn quỵt ở đây. Quán của chúng tôi. Cho nên bây giờ chúng tôi phải xử lý. Khoan thím, cho có ý kiến cái thím. Ngày hôm qua thím nói ăn quỵt rồi đúng không? Bữa nay con ăn bữa nữa đi, hai bữa ta tính luôn lần cho nó sướng. Đứng mặt cái mà. Con nói thiệt mà nói bụng quá cho con ăn miếng đi. Bây giờ vậy nè, quán tôi cũng dễ dãi lắm. Dạ. Ăn quỵt cũng được, nhưng mà vô hội quán tôi Lâm là vui là được rồi. Nhưng mà anh phải qua những thử thách tôi mới cho anh ăn tiếp. Đúng. Nè. Đúng rồi. Đó là luôn. Để cho tôi nói. Quán của chúng ta là quán văn hóa. Quán nghệ thuật. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ hành hạ tất cả những thực khách vô đây. Người ta thường nói đánh kẻ chạy đi và đánh luôn thằng chạy lại. Thằng nào ngu như vậy? Mà nói tào lao, nói vậy là sai rồi. Nói là đánh thằng chạy lại nhưng mà dí thằng chạy đi. Trời ơi, tỏi ghê hơn nữa. Nhưng mà vô vấn đề chính là cái thằng ông nội này ngồi im nè, bây giờ sao? Chưa xí. Hồi nãy nói là đánh người chạy đi, đánh người chạy lại. Hồi nãy em đi em đâu có chạy đâu, đánh em. Nói chung là quay lại đây là chạy lại đây rồi. Nói chung là bây giờ không có xử lý đánh đấm đá gì hết. Tại vì đang ngồi chứ không có chạy chứ không có đi. Đúng rồi. Bây giờ chỉ xử lý nhẹ nhàng thôi. Cho ăn đi chị. Lấy cái muỗng ra đây. À, lấy cái muỗng cho ăn nữa mà. À. Móc hai con mắt của nó ra. Đấy ghê vậy. Bà chủ, ác quá bà chủ. Ác quá hả? Quán mình vui vẻ là chính mà. Hơi nặng tay đó. Rồi bây giờ, thôi nặng tay bỏ qua. Ừ. Bây giờ muốn trả nợ đúng không? Muốn được ăn đúng không? Đúng muốn rồi. Được ăn là phải trả nợ. Trả hết món nợ cũ rồi được ăn. Ăn xong bây trả luôn. Phải làm việc ở đây thì người ta mới cho ăn tiếp. Bà chủ ơi, lấy con dao thái thịt ra đây. Em lấy hả? Ngồi yên. Ngồi đó. Đâu dao đâu? Ngồi yên đi. Số bồi khổ quá. Có mình đằng bồi à. Ai mượn mày ở đợi chi? Trời ơi, kéo vào đây đi cho nó dễ ngồi nè, tao ăn luôn. Thằng nó ốm như ôm mà đặng có được. Nè con nè, mập ở đợi được lắm. Khiên bàn, khiên ghế. Ủa cái gì vậy? Đó thịt bò bánh tết theo sống nhăn sao ăn? Từ từ sẽ muốn chín thôi. Muốn ăn phải lăn vô bếp. Bây giờ thái thịt đi. Thái cái miếng thịt này ra càng mỏng càng tốt. Xong rồi đem vô trong đó chiên cho ăn. Thái thịt hả? Thái không được là tôi thái ông luôn đó. Trời ơi. Bắt đầu. Thái thịt bằng keo, bằng dao cắt bánh kem hả? Tôi không cần biết. Không phải thái bình thường đâu. Đứng dậy phải có quy tắc. Đằng sau quay. Trời ơi, thái gì hả? Làm gì được như vậy? Có coi trên mạng đồ không? Thân hình lý tưởng á là cái tay phải thọt ngang qua rúng vậy nè. Đó, bây giờ thọt như vậy, cắt. Được không? Trời ơi. Phải thử thách rồi. Mới có thử thách đầu tiên thôi mà thấy coi bộ khó à. Rồi, cắt hay làm đôi được không? Bắt đầu thời gian, bắt đầu tính. 1 phút. Bắt đầu. 60. 59. 9. 58. Không có thế vậy. Ê, ông Thái thời thế ông cạo thịt vậy. Không thấy được. Không thấy được. Cái gì vậy? Quay lại bình thường. Nè. Quay bình thường, cắt đi. Thôi, con thấy á là ba má với gia đình của mình á. Thôi con thấy đừng có hành hạ khách hàng như vậy mà. Người ta rất là dễ thương. Tại con thấy thân hình mẩm mẻm của ảnh quá. Nên con muốn á, ảnh đứng lên đây múa Ấn Độ. Bậy ơi. Cái gì vậy? Đang thái thịt mà lại múa trong đây làm cái quỷ gì? Nói chung là cái gia đình này hình như là không có thống nhất ý kiến rồi đó. Gần sao?
đánh ra mặt chơi luôn. Ổn ổn ổn, ngồi thử chiếc đi. Ổn không? Ổn không? Chắc ổn. Em nói rồi mà em gì ăn em làm gì cũng được chứ á. Rồi biết khiêu vũ, biết vũ đạo được không? Trời ơi, ở trên này hả? Ờ vậy thôi, ổn rồi. Nghe nhạc, cảm nhạc thì vũ đạo thôi, thử thách khác. Bắt đầu. Trời ơi, đặt con này. It's it. Trời ơi, nhảy xuống một cái là... Hay quá. Được ăn rồi, được ăn rồi, được ăn rồi. Được ăn rồi, được ăn rồi. Mừng quá, được ăn rồi. Trời ơi. Ăn rồi, được ăn rồi. Khoan, khoan, còn nữa. Nhưng mà vừa nhảy vừa ăn mới được. Đúng. Bây giờ nhảy dây đi. Bà Thím. Chưa có tóm chặt hộp dưa làm chi? Ăn đỡ hộp dưa đi. Trời ơi. Vừa nhảy vừa cắn hộp dưa ăn hết cái gì này. Tí, hồi sáng có thử cái sàn chưa? Được mà, được. Hên xui, hên xui bà chủ mà. Ơi, nếu mà không được á thì mai mốt làm cái sàn nhà lại. Chồng vô vậy thử đi chồng. Nhảy thử đi ông chủ, nhảy thử đi con ông chủ. Nhảy nhảy thử đi ông chủ. Đó, nhảy. À, như vậy đó, dễ mà. Không phải, nhảy gì mới vui. Nhảy cao lên nhìn nè, vui cái bà. Rồi, đó, nhảy luôn đó. Ừ, nhảy đó, nhảy đó, nhảy đó. Nhảy đi. Chị cho tôi về coi giấy phép kinh doanh. Ông chủ. Khoan khoan xí xí xí. Ai vậy? Ông ngại tôi. Ai mà? Ai mà có quyền? Ăn mặc tì khôi quá vậy mà vô đòi giấy phép kinh doanh. Tôi là tổ trưởng tổ hòa giải ở đây. Trưởng tổ hòa giải à? Hôm sớm mình có đồng tổ trưởng thì cùng về. Ăn mặc gì lạ vậy? Ủa, thích vậy được không? Bận quần jean cũng bỏ áo vô thùng. Bận quần này cũng bỏ được vậy. Giờ đòi coi giấy phép kinh doanh đúng không? Tôi mới nghe sắp nhỏ nó báo ở đây là quán ăn mà có tổ chức khiêu vũ sexy. Cái gì? Cái gì? Ai nói vậy? Chuyện đó. Ai khiêu vũ sexy? Làm chuyện đó. Làm chuyện đó. Hồi nãy tôi rình tôi thấy có một con heo nó đứng nó lượn ở trên bàn. Nhìn làm đó đó. Nhìn thấy con heo hoang không? Thấy không? Nè. Phải con heo này không? Con mày hả Tý? Dạ con luôn mày. Sao không tự nhiên mày qua đây chơi vậy? Con muốn ăn chợt. Ăn quịch, ăn quịch ở quán con á. Ăn quịch là không trả tiền. Ăn không trả tiền. Nó ăn quịch. Nó ăn quịch của cái quán anh chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó không trả tiền. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời đất ơi, cái thằng này tệ thiệt. Mày ăn cái gì? Dạ, có ăn nguyên cái út vọng á. Trời ơi, cái gì? Là nó ăn cái con này thôi. Hả? Mà ở trong menu á thì không có cái món này, cho nên nó ăn cái này á là coi như ăn ngoài luôn, không có tính tiền. Yeah, con. Trời ơi, thưa quý vị, chúng ta vừa thử thách một tình huống rất là vui nhộn mà cái kết thật sự là bất ngờ. Nào xin mời nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Hoàng Mập. À, anh Hoàng Mập ơi, nãy thấy anh bị cái gia đình hành hạ nhiều lắm luôn á, leo lên trên bàn nè ha, rồi bắt nhảy múa nè ha, rồi bắt nhảy dây nè, rồi giờ cái sức khỏe anh cảm thấy thế nào? Thấy ông ngoại ra là khỏe liền, lý có người cứu liền. Ừ, mà nãy vừa nhảy dây mà vừa ăn hột dưa nữa đúng không anh? Rồi có cắn nhầm lưỡi không? Chưa có cắn, mới cắn nhầm ngón tay mà.
lừa lừa bán mấy hộp dưa đó, thấy nguyên ngón tay cắt cái hộp. Bởi vậy mới nói là để vào cái quán ăn này mà ăn được một cái món của cái gia đình này là trần ngay luôn đó. Hoàng Mập bị thử thách quá trời luôn, cuối cùng chỉ ăn được một cái hộp dưa thôi, chưa kể là cắn đứt cái ngón tay của mình, là tự hút máu mình mà bổ đó. Như vậy là coi như anh Hoàng Mập có cũng đã vượt qua được những thử thách của cái gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta hãy dành cho nghệ sĩ Hoàng Mập cũng như là ông ngoại Hoài Linh một tràng pháo tay thật to nào. Rồi bây giờ ông cháu bưng nhau về, bưng nhau về nha, bưng nhau về. Đó, thấy thương. Còn bưng. Sao gia đình ông bà chủ mệt không? Mệt chứ. Nhảy dây mệt chứ anh. Lâu lâu gặp một cái thực khách mà nó quá khổ như vậy là cũng mệt mỏi lắm đúng không? Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần mà chắc chắn rằng gia đình chủ quán của chúng ta sẽ mệt mỏi hơn nữa đó. Có nghĩa là ba vị thực khách từ sáng đến giờ sẽ quay ngược trở lại quán này và đặt ra những thử thách ngược cho gia đình chúng ta. Hãy chuẩn bị tập trung dồn hết 10 thành công lực để đối phó lại với ba vị thực khách của ngày hôm nay nha. Chúng ta cùng đến với phần thử thách ngược. Ngược thôi. Cả gia đình đó, 4 người đó, đợi đi. Chúng tôi sẽ trở lại. Sư phụ ta thi, hãy đợi đấy. Người quen. Người này quen. Ủa còn hai người này là ai đây, lạ quá. Cô gái xinh đẹp, hồi sáng làm bác sĩ đúng không? Ừ, cảm ơn em. Người phụ nữ mang thai đi đâu đây? Dạ, em phải mang thai. Mà em mập tự nhiên, thiên nhiên ban tặng đó. Em đi bán vải. Bán vải hả? Dạ. Trời ơi, vải quấn trong người xài không hết, sao có mà đi dư đi bán cho người ta. Không có, em bán ế quá, em quấn nè. Rồi chai nào mua khúc nào cắt khúc đó. Rồi lỡ mua hết rồi lấy cái gì mà quấn? Không có, mua hết em xả luôn, khỏi quấn. Yên tâm đi, không ai dám mua đâu. Phải vậy. Bởi vì người ta sợ dòm thấy bạn kia bạn xả đó. Nào, bây giờ mời ba người chúng ta hãy cùng đến với hội quán Tiểu Lâm, phần thử thách ngược bắt đầu. Trời ơi, thấy chưa, giờ đây nè. Đây, nói cho nghe, đừng nhìn thấy họ có vẻ e dè sợ sệt như vậy mà chúng ta nao lòng nha. Cứ giữ vững tinh thần, quyết tâm cào cho tới bến nha. Chuẩn bị bắt đầu. Không ăn gì? Không ăn. Nó nghe nè, tính vô ba người chấp 4 người, còn người đâu rồi? Vợ tao bên này thấy chung người cũng có ổn nên đã đi ngủ rồi. Hay là nghe đồn chúng tôi quay trở lại rồi bỏ của chạy lấy người? Đâu có. Lâm bệnh với bất tỉnh. Dễ thương quá ha. Hả? Bà đẹp hả? Đẹp quá. Nghe nói là quán này là hội quán Tiểu Lâm phải không? Đúng rồi. Tiểu Lâm thì phải cười phải không? Ba người cái tấu hài cho cười coi. Ra tấu hài đi, ba tấu hài sao cho cười đi. Thôi đi. Ra đi. Tiết mục mua vui cho ba thực khách. Này. Dạ, kính thưa quý vị, dạo đây là tiết mục tấu hề. Đến với tiết mục đầu tiên là tiết mục cười chết luôn. Rồi. Trời ơi, tiết mục mà tấu hề cười chết luôn. Bây giờ tới tiết mục khán giả chết theo. Đó, giờ ba người thiên vô đi, mời ăn đi. Đi vô. Trời ơi, bữa nay tập tạ nè, tập tạ miễn phí. Hai, ba. Ê, thiên vô phải theo. Chiên. Không nổi. Thấy chưa? Rồi, tiết mục cười chết rồi phải không? Bây giờ tới tiết mục là phục vụ văn nghệ đi. Con bé đó hát bài nghe chơi. Hát cải lương đi, nghe nói hát hay lắm. Nói chung là hát cải lương nhảy hip hop. Bên hát cải lương hay là nhảy hip hop. Rồi. Hai trời ơi, bỏ đi. Trời. Có sức hại người ta thì người ta hại lại. Hai ba. Trời ơi, từ từ đã. Hát đi. Suy nghĩ thấy cái gì vậy? Hát đi. Rồi, nhớ rồi. Ok. Là trên trời.
hát lên đi. À, không, bây giờ, ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ, hát đi. Ôi dạ. À, dạ, hát đi. Cái gì vậy? Hát lại đàng hoàng, rõ ràng, hát luôn nghe. Dạ, dạ. Tập lại. Con đi xuống, tập lên to quá, con nhảy hip hop thôi. Rồi, nhưng mà để con, thôi, con là đã không rành hát cái lương rồi mà con nghe con bị phân tâm lời. Rồi, rồi. Hai, ba, hát. Dạ, là lá trên đồng. Nào, là tình ta cách xa lìa ta không nhà phải chết được. Sai rồi, sai đúng rồi. Cha con tôi đã đáp ứng theo lời yêu cầu vừa hát cái lương mà vừa múa hip hop rồi đó. Bây giờ chơi tiếp một cuối cùng đi. Dạ không, bây giờ em muốn nghe nhạc con nít. Nhạc nít hả? Dạ đúng rồi. Ai hát? Hát cái mặt lão thành nhất với hát nhà con nít. Lên chưa? Diễn mặt con nít luôn hay chứ. Nó nói ai mặt lão thành nhất hát bà con nít. Cháu lên bà, cháu vô màu giấc. Cô thương cháu vậy cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ, đừng đường đây. Ta vào nhà mai, ta lần vui cái cài. Tráng sĩ, tráng sĩ còn một yêu cầu nữa tráng sĩ. Bây giờ ba người sẽ làm tiếng theo tôi yêu cầu. Làm gì nè? Làm gì? Ai đầu biết? Tiên là tiếng chó hú. Ai nói cái gì? Em chào chị. Tiếng chuột kêu. Gì vậy chứ? Chuột kêu. Rồi đủ rồi. Xin cảm ơn các vị thực khách đã cho những nhân viên trong quán ăn của chúng tôi những cái thử thách rất là thú vị. Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn còn hiền đó. Cái thử thách các bạn đưa ra vẫn còn khiêm tốn, còn nhẹ nhàng. Em tính đưa ra một thử thách đó là để sợ anh Tài đứt chỉ máu chết. Thử thách gì? Ẩm hoàng mập mẹ bồng con đi. À, bạn mà đưa thử thách đó ra chắc chắn là cái gia đình này không thể nào mà đáp ứng được đâu. Chỉ như đó thôi cũng đủ làm cho gia đình này là sức bất xa bằng, mệt mỏi lắm rồi. Một tràng vỗ tay thật to dành cho tất cả các thành viên trong gia đình của hội quán Tiếu Lâm. Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta đã có những giây phút rất là vui cùng với ba vị thực khách khi đến với hội quán. Và để đánh dấu ngày hôm nay ba vị thực khách đã đến với hội quán của chúng tôi cũng sẽ có những món quà lưu niệm để dành tặng cho ba vị thực khách. Oh. Cái món quà này để trưng thôi chứ không phải để ăn nha. Yeah. Không có ăn được. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hôm nay muốn ăn gì? Xin cứ nói ra đi. Em muốn ăn cái gì? Thì mừng em đến đây ăn chơi. Ê, nhưng mà nó nghe nè, cái nội quy của anh á là bước vô quán này có một cái điều lệ rất là cần thiết. Em không thể không làm được. Em làm được cái này thì mới vô quán anh ăn được. Đây, em bỏ này xuống đi. À. Đồ nghề của em đừng bỏ đây, đâu đây, xa em để đây không có làm gì hết á. Đây giờ anh làm cho anh nha. Dạ rồi. Đứng thẳng lên. Tay này vô đây. Tay này không đây. Nắm đôi tay. Em quay 10 vòng liên tiếp. 10 vòng nha, không ngừng nha. Một, dạ, anh, hai. Anh từ từ. Em thường thường em không có thích làm gì mình. Em thích làm chung mà làm đôi vậy. Anh làm chung với em luôn được không? Hả? Dạ đúng rồi. Không được. 10 vòng nha. 10 vòng. 10 vòng có được ngồi nha. Dạ rồi. 1, 2, 3 bắt đầu. Thao. Rồi được rồi, coi như là em đã vừa không, em té em cũng phải đẹp anh. Được, được. Rồi, đứng dậy đi ha. Đứng được không?
Đây, bây giờ ngồi xuống đây nghe. À, mà chóng mặt á, mình ngồi ghế bình thường cũng được. Đó, ngồi ghế như vậy mới là đúng. À, bây giờ em muốn ăn cái gì? Quán anh buổi sáng thì thực đơn có ớt xào xả nè, tiêu sọ hấp tiêu xanh nè, ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng. Em thích ớt nào anh sẽ đãi em ăn. Ăn ớt thôi hả anh? Ừ, buổi sáng rồi, bữa nay là chỉ vậy thôi. Thôi tùy anh. Tùy anh hả? Dạ đúng rồi. Anh giỡn trời với em rồi thôi chứ. Ai mà cho người con gái xinh đẹp như em lại ăn ớt buổi sáng, thấy không? À, em là bác sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ vậy, em ngồi như vậy thì anh cũng khó nói chuyện lắm, bởi vì anh cao mà thấy nghiêng cái đầu thì anh mỏi cổ lắm. Bây giờ em chịu khó chờ anh chút. Em xuống, em xuống đó. Em ngồi về cao anh mới ra nói chuyện này. Nói đi, em nhịn cho không sao đâu. À, mỏi cổ quá. Anh dọn luôn cái bàn kia đi rồi mình dễ nói chuyện lắm. À sao? Anh dọn mấy cái đồ trên bàn đó lên đi. Dọn luôn em? Dạ đúng rồi. Anh làm gì? Đúng rồi mà. Sao? Cái đó xong rồi em ngồi đây. Em ngồi anh đứng lên nhìn đây nè. Anh đứng hả? Dạ đúng rồi. À, cũng rảnh quá ha. Rốt cuộc là cũng phải mỏi cổ như thường. Em à, à, em là bác sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, may quá. Anh có một cái bệnh mà anh nghĩ là nó rất là lạ, chứ bây giờ xảy ra đâu với anh. Buổi tối đó, tự nhiên anh thấy buồn ngủ lắm. Anh phải đi ngủ. Rồi sáng sớm làm sao, tự nhiên anh thức dậy bình thường. Rồi cái xong rồi cái trưa trưa cái tự nhiên anh thấy đói bụng. Anh ăn vô. Anh thấy buồn ngủ. Nó no. À. Nó no. Rồi tới chiều tối anh lại cảm thấy buồn ngủ trở lại. Cái ngày này mới nọ vậy đó. Theo em á, là bác sĩ thì em thấy đó là triệu chứng của bệnh gì? Cái triệu chứng này á là cái triệu chứng của bệnh làm biếng. Tại vì nguyên một ngày anh chỉ ăn có ngủ không mà anh không có làm gì hết trơn vậy. Đâu có làm việc mà. Anh làm hồi nào anh kể là tối anh buồn ngủ xong sáng cái anh dậy anh đi ăn. Anh ăn xong cái trưa anh ăn xong chiều anh ăn xong cái anh ngủ. À. Công việc của anh chỉ có ăn với ngủ thôi à. Bệnh này là bệnh làm biếng luôn. À, để từ từ anh tính lại ha. À, bây giờ gì? Nếu mà muốn chữa được cái bệnh đó thì anh nghe rồi, có người bác sĩ bạn anh á, người ta nói là tập thể dục là nó sẽ khỏe. Anh thấy đúng không? Dạ đúng rồi. Hay là mấy bây giờ em xuống đi. Xuống. Bây giờ em có thể tập một cái bài thể dục nào cho anh để anh tập được không? Anh để tay anh không đi. Ừ. Hai chân đang dọc bằng da. Bằng da, rồi. Dạ rồi. Đắp. Vậy thôi hả? Dạ đúng rồi, vậy thôi đó. À, sao chuyển qua động tác khó hơn? Dễ quá, đâu có gì. Đụng tay với sàn. Sao nữa? Chúng ta đi. Sao đứng được? Nó kẹt rồi. Sao em? Gì vậy? Mày làm cái gì vậy mày? Bình tĩnh lại coi. Bữa không? Bình quá rồi, bình quá rồi. Ai 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 đau cái chân quá. Mày kiềm chế này coi. Bác sĩ. Có anh nào cứu đâu không? Ê. Ai chú. Bóp cái gì vậy? Bóp cái bóng bóng lắm cái gì? Chết. Chết. Tôi chết thuốc gì vậy? Liệt rồi, liệt rồi. Sao vậy?
liệt rồi. Chết tầm bậy rồi, chết tầm bậy rồi. Cứu ta. Chết sai chỗ rồi. Liệt rồi. Chết. Sao rồi? Chết tầm bậy nữa rồi. Từ đây. Sao rồi? Trời chết. Ơi. Ai da. Sao ông chủ làm với người ta chết? Ông chủ để người ta chết con không vậy? Ông anh chủ. Anh có thấy là anh thuê cái ông này anh mệt lắm không? Thôi để anh chết ông nằm đó đi. À. Kệ ông đi. Ông chủ đi chơi với người ta ông mét bà chủ. Cái gì? Ông mét bà chủ. Mày, mày. Bà chủ. Giữ giữ lại anh. Khách thôi. Ông chủ ông mê gái của ông. Chết chứ mỏ. Vậy sao vậy? Chết tôi rồi. Vậy sao? Hả? Cái gì con? Có bị gì vậy? Bác ơi. Ôi trời ơi. Tại sao bác ơi? Trời ơi. Nè. Chuyện này xảy ra hồi nào? Hả? Có bầu hồi nào? Hả? Con sao vậy? Con đau bụng. Đau bụng? Bầu gì mà có bầu? Ủa? Bà chủ. Sao vậy nó máu bây giờ vậy? Bà chủ. Bụng hả? À. Nãy giờ thấy ói ói tưởng có bầu. Bà chủ chuyện này lớn hơn nè bà chủ. Đấu hại. Chết. Chết cái gì? Chết con tôi chết lại bây giờ á. Bác sĩ ngồi đây nè má. Bác sĩ nè má. Sao tự nhiên nhà tôi vui bữa nay có người chết qua chết lại vui vậy trời. Chết tùm lum là la bà chủ. Cái chuyện gì? Bầu của ông chủ à. Trời. Bé không có bầu đâu. Bé không có bầu với ông chủ à. Ngày thôi. Đây là chỉ là khách thôi. Tại sao? Bà chủ. Đây bây giờ vậy nè. Cái chuyện ông có bồ với ai kể ông tôi đau bụng nữa. Đau bụng đau bụng nè bây giờ con này là bác sĩ phải không? Đúng rồi đúng cô rồi ta mau lấy, lấy đồ nghề ra khám bệnh cho con tôi coi nhanh 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 cô giùm con tôi con dẹo chích thuốc rồi nha con sao vậy đau bụng bác sĩ đau rồi. Bụng rồi mày ăn cái gì mà mày đau bụng vậy Linh đồ của quán bệnh chứ đâu trời ơi bậy quá vậy đứng lên chị rồi cưng nằm xuống ủa sao vậy đau bụng mắc gì mắc gì bắt người ta nằm vậy ngồi xuống nằm xuống mới khám được làm sao có gì ở trong đây trời ơi ba ơi ba cái gì vậy cái gì vậy chị nói vậy là bác sĩ hả cái gì vậy trong đây toàn là ba cái đồ gì mà giống như là hóa trang tính chất gì vậy rồi bác sĩ gì bác sĩ quá vậy bác sĩ gì bác nhau vậy không cái này là ông chết của chị cái này là không phải là bác sĩ đâu mà này là make up nè trời làm make up thì nói là make up trang điểm đi trời mà bác sĩ trời ơi vô đây hả xém hại gia đình tôi hả bởi vậy bắt tôi lắc hồi nãy giờ muốn chết bắt tôi chổng mông xuống muốn xỉu luôn lúc nãy em đi vô đây á là tại vì á chồng chị nói là chồng chị mất ngủ chồng chị ăn nhiều quá xin làm biếng cho nên là em cũng giúp chồng chị tập thể dục trời em cũng chưa lấy tiền giúp tập thể dục mà lọt vô gia đình này rồi không có ý kiến cái cò gì hết á đừng có tới đây mà định giở trò hay sao ông make up đúng không ông chủ tôi nè ông chủ là chùm make up ông chủ đúng tôi dạy đó. Cho đúng rồi trang điểm là đỉnh luôn á bây giờ ba chỗ tài đi ba nè, mời ra đây rồi cho ông chủ tôi make up cho ngồi đây dạ đó ai ngồi đây đây thiên nhiên make up này là mấy đó nãy mắt kiến má ơi cái gì vậy mắt kiến sao mày make up rồi mày đeo tôi không thấy được tao make up hả xin lỗi tụi bà mà. Cũng lãnh á hồi nãy nó lấy cái giếng nó mặc định là ông chết tôi lấy cái này tôi mặc định nó là mắt kiến em vậy phải nói cho chị là làm cho em đẹp đẹp được đẹp lắm em muốn cái gì cũng được hết á ông chủ vẽ cái chân mày giống ông chủ á vẽ hàm dâu giống ông chủ luôn cho nó cặp sinh đôi vẽ là đẹp đâu tới hàm dâu nè trời con chí tài luôn rồi dễ hội thôi ra chí tài vậy cha cái gì dễ hội thôi ra chí tài vậy dễ đi dễ đi để điên tôi làm đó tôi có cái quần như này Trời ơi dây cứng thì cái ông này không xuất hiện vậy trời ok ai vậy cái hai bước xuống ấy vậy mẹ mày làm cái gì vậy ba cái đồ make up đi diễn của anh Tư mày để đâu dạ kia kìa sao tự nhiên mày tới đây mày ngồi cho người ta vẽ vậy mấy người vô lương tâm lắm trời ơi nó bị tâm thần mà trời ơi hả ủa hẹn gì mà lấy cái cây chích em tôi
tôi nó bị tâm thần. Người nào vẽ trên mặt nó? Ê vậy? Không đây. Cái gì vậy? Ba. 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 Trời ơi, chị thấy không? Chị nhìn hai cái mặt này y chang nhau rồi, chị thấy không? Nghe nè, kêu nó về đi. Ba, bình tĩnh. Ba, ba. Nó cắn một cái chết luôn. Chị. Nghe lời anh hai à. Chị ơi, chị em là con chị ơi. Bình tĩnh. Nó nói bị khùng. Em nó bị khùng. Em nó bị khùng mà. Ba à. Đi về với anh Tư đi. Nó bị khùng. Đừng có lấy đồ anh Tư mà làm tầm bậy tầm bạ như vậy. Em muốn học hóa trang á, anh Tư sẽ chỉ cho em. Thôi trả nè. À, hồi nãy anh vẽ cho nó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, dạ anh ngồi tôi vẽ anh lại. Anh sẽ nhìn hàng lông mày này, rồi vẽ hàng lông mày y chang như vậy chứ. Dạ. Khỏi cần nhìn ở đằng trước luôn. Cái con kia nó khùng, nó mới kéo lại cho nó vẽ cho nó, chứ ông này không có không còn vẽ, vẽ đi. Không, cái đó là cái vấn đề là bà chị đánh giá vậy thôi, chứ nếu không khùng đâu có ngồi cho tôi vẽ. Thôi đi về bé Hai ơi, về đi. Không, đi về đi, đi, đi về. Trời ơi, trời, trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? À, xin mời. Đây, 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 đây. Đứng kế nhau, đứng kế nhau đó. Trời, hai cái mặt đẹp như một khuôn đúc ra vậy đó. À, thưa quý vị, vừa rồi là một câu chuyện, một cái tình huống rất là vui nhộn mà Hà Anh trong vai một cô bác sĩ đến đây để khám bệnh cho gia đình này, nhưng mà cuối cùng thì mới phát hiện ra rằng là cái Hà Anh này mới là một cái bệnh nhân tâm thần do anh Hoài Linh anh cứu thoát. Như vậy có nghĩa là cái tình huống của chúng ta tạm thời khép lại tại đây. Xin cảm ơn cô bác sĩ xinh đẹp. Bây giờ gọi cô bác sĩ nghe nó kỳ kỳ, nó bị ngượng miệng phải không? Xinh đẹp anh hơi mệt mệt à. À, xinh đẹp đâu có ai có cái hàng lông mày mà hàm râu mà cái một ruồi mọc mất trật tự dữ vậy. Một tràng pháo tay to dành cho Hà Anh cùng với danh hài Hoài Linh. Hà Anh bây giờ theo chân anh Tư về nhà học make up lại nha. À, khổ ghê lắm. À, còn ông chủ quán bây giờ cũng có một cặp chân mày y như xăm vậy đó. Rất là đẹp. Nhưng bây giờ thì thời tiết đã bắt đầu nóng lên rồi. Buổi trưa đang đến dần. Thì có lẽ là chắc chắn sẽ có thêm một vị khách nữa đến với quán ăn của chúng ta. Nào, cả gia đình mình hãy chuẩn bị để chào đón vị khách buổi trưa. Bắt đầu. Đau đầu quá. Lần đầu tiên mời đi diễn hài mà không biết là mình hài như thế nào, không biết là vô đó có bị chặt chém tơi tả tan tận không, không biết là mấy chủ quán trong hội quán số 5 thử thách mình như thế nào nữa, để cho là cái gì sợ quá. Nhưng mà thôi cố gắng. Tại biết chắc là quý vị khán giả sẽ ủng hộ tài đúng không? Dạ chào công tử. Dạ. Công tử đi đâu mà công tử muốn đào tường khoét vách nhà người ta vậy? Thế là lạ nhìn chơi. Ông muốn vô đây coi cái gì trong đó đúng không? À, muốn thiêu thăm mấy người bạn đó. Có bạn ở trong hả? Có bạn. Trời ơi, có bạn ở trong là không phải người bình thường đâu nha. Ở trong đó bắt bình thường không à. Dạ. Ông mà là bạn của mấy người đó là cần phải coi lại. À, nếu muốn vô thì tôi sẽ mời ông vô đàng hoàng ha. Cứ cần thiết gì đó mình phải dòm ngó, mình dạch, mình banh cửa người ta ra kiểu gió, thấy không? Rồi, nếu như ông muốn vô, sẽ mời ông vào. Nhưng mà bình tĩnh, cẩn thận những cái gì sắp sửa xảy đến với ông nha. Đây, hội quán Tiếu Lâm, mở cửa ra chào đón vị khách đặc biệt của buổi trưa nào. Thank you.
Xin chào, xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hội Quán Tiếu Lương. Và ngày hôm nay hội quán của chúng tôi đã trang hoàng bằng một màu sắc hoàn toàn mới, rực rỡ hơn, lấp lánh, lung linh, chiếu chiếu hơn rất là nhiều. Cái khung cảnh của quán ăn này gợi cho chúng ta nhớ về những câu chuyện ở xứ sở Ba Tư, với nhiều những cái phép thuật kỳ lạ, những câu chuyện huyền bí. Và hôm nay cũng như thế, hội quán Tiếu Lâm sẽ lần lượt tiếp đón tất cả là ba vị khách sáng, buổi trưa và buổi chiều tối vào đây thưởng thức những món ăn độc đáo của hội quán. Nhưng mà trước tiên xin được giới thiệu các thành viên của hội quán Tiếu Lâm của chúng tôi. Đầu tiên, ông chủ quán chia tay. Bà chủ quán Ngọc Lan và cô con gái xinh đẹp Dương Cẩm Linh, cùng với anh chàng bồi bàn vui tính Hứa Minh Đạt. Và tất cả nhân viên phục vụ của quán ngày hôm nay đã ăn mặc rất là quyến rũ và gợi cảm, trong đó có tôi. Thưa quý vị khán giả, khi đến với chương trình này thì những vị thực khách sẽ bị gia đình chủ quán này đưa ra những thử thách rất là hóc búa. Nhưng mà nếu như mà họ cảm thấy rằng họ không thể nào vượt qua được thì họ có thể nhờ đến một nhân vật bí ẩn. Khi họ kêu lên trời ơi giúp tôi với thì sẽ có một nhân vật bí ẩn xuất hiện, đưa ra những tình huống để giải cứu họ. Nhưng họ cũng có cơ hội hành hạ ngược lại cái gia đình này ở thử thách cuối cùng mà chúng tôi gọi là thử thách ngược. Vậy thì chúng ta cùng chờ xem hôm nay hội quán Tiếu Lâm của chúng ta sẽ tiếp đón những vị thực khách nào, cũng như là họ sẽ vượt qua những khó khăn ra làm sao nha. Nếu như thấy rằng vị thực khách của chúng ta mà khó quá, không vượt qua được thử thách, thì các bạn khán giả có thể bấm nút để nhờ người bí ẩn đến giúp đỡ. Hãy chào đón vị thực khách buổi sáng của chúng ta đi nào. Tới 10 cho nó lẹ. Ôi. Em chào anh. Ơi chào em. Dạ. Trời ơi dễ thương quá đi nè. Ai đây? Ai đây? Em là em. À vậy hả? Em là con của má em, gái của ba em. Nên là người dân của ông hàng xóm. Dễ thương quá. Em có mộng mơ gì, có khát khao gì cống hiến cho nghệ thuật nè? Đơn giản lắm, là em mơ ước một ngày nào đó khi ngủ thức dậy em sẽ trở thành một cô diễn viên, kim ca sĩ, kim người mẫu thời trang, kim nhiều cái kim nữa. Nói chung cái kim nào chọn em sẽ chọn cái kim đó. Vô hội quán Tiếu Lâm em sẽ có nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười, bên cạnh đó có thể em sẽ thực hiện được một trong những cái ước mơ mà em đã nghĩ đến từ đó tới giờ mà chưa có cơ hội thực hiện. Còn cái ước mơ làm siêu mẫu nữa đúng không? Ước mơ đó hơi khó một chút đó nghe. Anh chọc em rồi. Em biết anh nói mấy người cao cao mới làm siêu mẫu không? Chứ còn gì nữa. Thời trang anh giờ xuống. Sao vậy? Cỡ em bây giờ đang hot. Hot hả? Vậy thì mời em vô đây, biết đâu hội quán này nó hốt em luôn. Nào, mời em đến với hội quán Tiếu Lâm để có thể thực hiện được ước mơ của mình nhé. Em cảm ơn. Xin mời. Tạm biệt. Hội quán Tiếu Lâm Airlines xin trân trọng kính chào quý khách. Tôi, tiếp viên trưởng Ngọc Lan, cùng với phi hành đoàn xin được đón mừng quý khách đến với chuyến bay mang số hiệu HGTL 01 2 3 4 5 6 7 8 9, không có 10. Kính thưa quý khách, của chúng tôi chuẩn bị cất cánh. Xin cảm ơn quý khách. Thay mặt cho hãng hàng không HGTL Airlines, xin kính chào siêu mẫu Ngọc Trinh. Xin mời đến với khoang hạng nhất có 102, tức là có 1 mà không hề có 2, của hãng hàng không Hội quán Tiếu Lâm. Chào mừng quý khách đến với HGTL Airlines. Dạ. Dạ mời quý khách. Dạ không, tôi không thích. Tôi đã nói là tôi cần đạt được đón tiếp như là một thượng khách. Ẩm tôi đi ăn. Dạ. Được. Đây anh Đạt. Có chuyện công sự ở đây vậy ông chủ? Đây quý khách này muốn ẩm vô ghế ngồi. Dạ xin lỗi, cái này là cái gì vậy? Cái này là cái súng nè.
Đây là những dụng cụ để mà kiểm tra an ninh thôi à, siêu mẫu. Bây giờ siêu mẫu hãy vui lòng cho siêu mỏng này tới kiểm tra được. Được. Ai cắm sang? À, giở tay lên. Cái gì vậy? À, dạ sao ạ? Tôi nhạy cảm lắm. Nhột quá, nhột lắm. Nhột. Tôi nhạy cảm chút xíu thôi mà. Dạ, theo nguyên tắc của hãng hàng không của chúng tôi thì phải kiểm tra. Rồi làm lại đi anh. Trời ơi, giờ cao vậy. Ôi, cũng thích quá. Ôi, một cái nữa đi. À, cảm ơn. Cảm ơn, thích quá. Được rồi. Dạ. Dạ. Cái gì đó? Phát hiện gì vậy? Cái gì? Có vũ khí gì không? Hay chất hóa học gì ở đây không vậy? Ông chủ à? Không. Cái này tôi nghĩ là chúng ta có thể thương lượng. Thương lượng sao? Tôi thề là tôi không có mang cái gì là mà nguy hiểm lên cho chuyến bay của các anh đâu. Ừ. Tôi chỉ có... Cái gì? Ngại quá, không biết nói ra có bị cái gì không á. Bây giờ cô cứ nói. Ông chủ kiểm tra đi. 4.000 đó. Nó kêu là tại vì 4.000. Trời ơi. Dạ. Một bên 2.000. Kêu rồi. Dạ. Rất là thôi, cảm ơn khách. Dạ. Thôi bọc mà bọc siêu mỏng vô. Cái độ bọc luôn ha. Siêu mỏng. Ông chủ cầm đây, cây cây cầm. Hàng của con giùm. Đây. Bọc đi. Trời ơi. Tôi thích quá. Cái này cho ông chủ hết lắm nè. Ông chủ không thích lắm á mà ông làm không được nè. Anh lớn tuổi rồi. Trời ơi, hay quá này, tiếp đón siêu mẫu. Dạ, cảm ơn. Xích beo nha. Xích beo rồi đi. Siêu mẫu tự xích beo nha. À, được rồi. Thắt dây thắt cái nơ là được rồi nè. Đó, thấy không, dễ thương rồi. Trời ơi, hay quá. Rồi, dạ. Ổn hả ông chủ? À. Con xuống đây chơi với ông chủ vui nè. Đói bụng quá à. Ủa? Con với ông chủ. Khoan. Đói bụng quá. Khoan, siêu mẫu, tôi hỏi chút xíu. Chờ chút. Nè. Dạ. Tao đang lái, tao kêu mày kính ở trong mày lái. Mình ra đây ở chỗ ai lái? Rồi thì con ra đây thì bà chủ lái máy bay. Phải có người lái. Ra đây ai mà lái? Trời ơi, em. Em. Hả? Em ra đây là ai lái trong? Ông lái. Cái gì? Hả? Anh ra đây rồi mà. Đạt lái. Hả? Ủa? Ôi nãy bà chủ mình đúng đó bà chủ. Ê, chứ sai gì rồi? Nhà mình bốn người. À! Con Linh lái. Bình tĩnh. Vậy? Có người lái, con người lái. Cái gì dễ sao vậy? Con Linh nó biết lái đâu. Có người lái. Con Linh nó hay lắm, nó không biết lái thì nó kêu nó tuyển phi công lái rồi. Trời ơi. Ai? Tuyển ai? Họ không biết đâu. Chuyện đó của nó đi. Mình tưởng không vậy. Trời, mình lái máy bay mình có bằng mới lái được nha. Trời ơi, sợ lắm đó. Nhà tôi là ai cũng biết lái hết trơn á. Con hên xui thôi. Không được. Không sao đâu, siêu mẫu của bình tĩnh. Được, tôi sợ. Ông đi vô trong đó đi, đi vô. Bà ẩu lắm nha. Con Linh nó có biết lái đâu mà. Thì bây giờ đi vô lái đi, có chết chắc gì đâu. Trời ơi, đi vô à. Sao xích beo rồi đi lang thang trên ghế được vậy? Trời ơi, sao cái beo anh kỳ vậy? Xích beo rồi kỳ vậy? Cái beo xuống cái đơn quá à. Còn xuống. Vậy hả? Không sao, yên tâm đi. Trời, hãng hàng không này ổn lắm. Dạ, xin kính hỏi quý khách. Quý khách có muốn dùng chi không ạ? Tôi nói rồi, nãy tôi nói với hai người này nè, tôi nói tôi đói bụng. Người ta đói bụng kìa. Dạ, hân hạnh được phục vụ siêu mẫu. Alo, gì vậy hả? Làm một tô hủ tiếu gỏi ly trà đá cho khách liền nha. Cái gì? Ê, tôi là siêu mẫu, tôi mua cái vé mắc tiền để lên đi ăn bị gõ hả? Vậy chứ quý khách muốn ăn cái gì ạ? Cái nước yến đi. Nước yến kìa. Bị gõ máy bay khác. Ủa, cuối cùng là vẫn cho ăn là mì gõ hả? Dạ. Nhưng mà mì gõ của hãng hàng không chúng tôi thì nó vô cùng khác. Nó không hề giống với lại các xe mì gõ ở ngoài đường đâu. Dạ, mời bà chủ hướng dẫn cách ăn cho quý khách. Dạ, khi mà chúng ta ngồi ở trên cái hãng thương gia thì chúng ta cũng phải có cái cách ăn rất là thương gia. Dạ. Tôi thiết nghĩ cô là một siêu mẫu thì cô cũng đã biết cái cách ăn của một cái người thương gia rồi. Đó là chúng ta ăn và chúng ta không để lại tiếng động. Dạ. Chúng ta hút một cái sợi mì nó dài và nó vô hết vô trong người của mình. Dạ. Chỉ bằng một hơi và không phát ra tiếng động. Nguyên tắc siêu mẫu à? Đúng. Mời siêu mẫu. Không à. Một thời. Đó, phát ra tiếng động như vậy là không được. Vậy là không ổn. Không ổn rồi. Không nghĩ ra. Trời ơi. Mất thần tượng quá.
phải siêu mẫu. Sao vậy siêu mẫu? Sao vậy siêu mẫu bị chứ cái vấn đề gì? Không phải, tôi đang ăn tự nhiên kêu kêu không đạt hiệu quả cho nên tôi sợ tôi mới nhả ra. Trời, lỗi của bà chủ rồi. Bà chủ ơi, thì không không sao. Chị này sai rồi đó, làm lại đi. Không sao, trộn lại ăn lại bình thường được mà. Trời ơi, đó hả? Nhẹ nhàng, mình phải nhẹ nhàng, siêu mẫu phải nhẹ nhàng. Biết lý thôi. Sao mà có nhu cầu nữa không bà chủ? À, bây giờ như thế này, chúng ta phải phòng những cái trường hợp bất trắc xảy ra. Dạ. Ví dụ như là máy bay gặp sự cố. Dạ đúng rồi. Đó. Máy bay đang bay vô dùng có khí hậu xấu. Dạ đúng rồi. Xấu. Xấu quá. Hướng dẫn cho khách đi bà chủ. Bây giờ bay bay bay. Trên quên quá rồi. Đúng rồi, trên quên quá. Lắc lư quá, lắc lư quá. Đừng ngồi đi, ngồi đi. Quý khách vẫn phải ngồi với mình dạng. Đeo đăng xích, đeo đăng xích. Cái đó lỗ tai quá. Lỗ tai quá. Ra máu lỗ tai rồi. Bây giờ phải cắt cái lỗ tai ngay sao? Đúng rồi, phải cắt cái lỗ tai luôn. Sao bây giờ đau lỗ tai quá bây giờ? Cái chuyến bay thì bị bạo lực hả? Không phải, quý khách may mắn lắm được đi chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ chúng ta giả dụ chúng ta đang máy bay chúng ta đang rơi xuống biển. Bơi 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 đi bơi đi bơi đi. Sao vậy? Không biết bị cái gì, bị cái gì vậy? Tôi uống nước. Trước sao? Không có chuyện gì xảy ra, mày làm cái bà kia đi máy bay bình thường không có gì hết trơn. Mày bắt bà thổi mà bà ối đầy trên máy bay hết trơn. Ê, ai mượn giặt áo cho người xem lưng. Tôi không có giặt áo xem lưng gì trơn á, có giặt tôi giặt cho xem bụng thôi. Sắp tới chưa? Tôi không muốn ở đây cái giờ phút nào nữa. Chị Mẫu cứ bình tĩnh. Bình tĩnh sợ đi. Quá. Không, nãy giờ chỉ là một cái sự hiểu lầm thôi. Bình thường không có gì hết trơn á, nghe nha. Gì không? Sao không? Ông Quang khen tôi hả? Chuyện gì nói vậy? Ông chủ. Bà làm cái trò gì vậy? Hả? Bà là cũng giống ai đâu rồi. Bực mình quá. Bây giờ tôi ra đây tôi giải quyết chuyện này, ai chẳng lo lái với bà. Ông Linh. Chủ tính đi. Linh à. Dạ cha yêu gọi con. Chuyện buồn lái ra đây con. Tôi có tôi đây không nên theo dõi này. Có chồng. Dạ con chào cha yêu. Đây là buồn lái của mình cầm. Ủa? Ở đây vui lắm hay sao mà cha ra đây á, cha không có thèm vô lái máy bay luôn, để cho con lái mình con vậy, mặc dù con chưa có bằng lái gì hết á. Con à, bữa nay á, hãng của mình tiếp đãi một cái người siêu mẫu rất nổi ai tiếng. Này. Dạ, con tưởng là con tưởng. Em đứng dậy một chút xíu được không? Dạ, ơi, đây là cái khách nãy giờ. Con đứng nói chuyện được rồi. Ba ơi, tại vì con gặp thần tượng con mừng quá, con phải ngồi xuống vậy. Phải không? À, mình nhà mình chụp tấm hình tự sướng á nha. Trời ơi, trời ơi, trời bữa nay gặp được. Siêu mẫu phải chụp hình cho con. Thôi khỏi đi ba, selfie đi cho nó. Đó, mình chụp vô chụp tấm hình tự sướng luôn đi chứ. Siêu mẫu người ta cao 1m9 lận. Siêu mẫu gì có 1m1 vậy? Không biết, mọi người mỗi nghề, này người mẫu thiếu nhi sao? Ê, đây đó, đây chị nói gì là chị xúc phạm nghề nghiệp tôi nha. Đó có tôi đâu có xúc phạm tới chị đâu, đúng không? Đó. Nhưng mà chị nói là chị phải để cho người ta nói, chị nói tôi làm sao? Người mẫu 1m9 là cái chuyện bình thường. Người mẫu mà 1m1 như tôi mới lạ. Tại vì người ta là siêu mẫu gì đó, còn tôi siêu mẫu đồ bộ, được chưa? Đúng không? Siêu mẫu đồ bộ mà. Không cần tôi đồ bộ. Chị là 1m1 là mặt đẹp rồi. Nè, đúng không? Siêu mẫu đó mà siêu mẫu đồ bộ á. Giờ catwalk cho coi coi. Vậy? Catwalk rồi. Diễn rồi nè, okay. Bây giờ diễn mà qua tôi ha, nếu mà qua tôi bỏ máy bay tôi đi xuống luôn. Còn nếu mà diễn mà không có qua tôi là bỏ máy bay đi xuống. Trời ơi. Nha. Tôi chấp làm ba bước đi. Trước luôn, chấp đi trước ba bước luôn. Làm đi. Tôi chấp đi trước ba bước. Cố gắng mọi người ơi. Trời ơi, chúng ta vui quá. Đâu?
coi đi. Lâu lắm nó mới qua được cái vùng này. Âm nhạc. Âm nhạc đi. Trời ơi, con à. Ủa, đi lẹ hay gì vậy? Ba, hiểu gì không thôi. Qua chưa ba? Con mệt quá ba. Đi cho ba qua, ở cái vùng này đi chờ. Mệt quá. Trời ơi con ba. Ông có biết lấy máy bay không? Hả? Sao bóc ngoài nó không tới? Đây, phụ cho. Nè, đã có trọng lực. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ tôi bảo ngồi đây nghỉ mệt anh hả? Cái gì vậy? Sắp chớp nổi lên rồi. Sắp chớp nổi lên rồi. Chết máy bay mình cũng phải bắn chớp. Sắp chớp nổi lên rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gì vậy? Nãy giờ chửi siêu mẫu tôi quá trời vậy. Tôi xin giới thiệu nè, tôi là quản lý của cô này. Ủa? Từ hồi nãy giờ ở quản lý. Quản lý hả? Bởi vậy quản lý nè. Tại vì cô là siêu mẫu, có ngồi hàng thương gia. Còn tôi ngồi hạng cá kèo. Nãy bà mới nói gì? Nè, bà mới nói câu nè, gì? Nè, quản lý đúng không? Quản lý đúng không? Quản lý á, thì phải dạy cho người ta cái cách đi, đứng, ăn, nói, ngủ, nghỉ như thế nào đó. Cho nó lúc nào nó cũng phải đẹp, hình tượng lúc nào cũng phải đẹp. Từ bà nín, bà nín nha. Bây giờ tôi không có nói cái chuyện bình thường với bà nữa. Tôi đem mấy cái hàng chợ ra tôi nói với bà. Sao? Bây giờ người ta siêu mẫu, người ta cũng là con người. Đúng. Người ta buồn ngủ thì người ta ngủ kiểu nào kệ người ta. Đúng. Mắc chứng ôn gì đi chụp hình người ta làm chi. Đúng. À, người ta cũng phải ăn. Ăn mà ngồi mà nhỏ nhẹ như vậy thì chừng nào mới có thời gian làm việc. Đúng. Tôi không cần biết, đã nói là thần tượng của tất cả mọi người, thần tượng của giới trẻ. Thần tượng là chừng nào người ta bước lên cái sàn diễn của người ta thì người ta sẽ làm đẹp. Đúng. Còn cái sinh hoạt bình thường, người ta cũng là con người, chứ không phải người ta là cô hồn. Thôi xuống máy bay đi. Khoan khoan khoan, bé lấy cái bóp cho chị. Ủa đi đâu vậy? Đi đâu? Xuống máy bay chứ đi đâu. Bay bay bay. Anh ba chị bảy. Hỏi bà, ngừng lại nãy giờ rồi má. Chưa kịp phỏng vấn thần tượng của con gì hết á. Đó. Mẹ làm cho thần tượng con xuống máy bay luôn. Ai biết tự nhiên con lăng quăng nó vô giáng xuống chưa biết đâu. Hết giờ bay. Ông chủ, bây giờ sao ông chủ? Hết giờ phục vụ, đóng cửa. Khoan, để đánh xuống hả? Hả? À, vô dụng không trọng lực nữa rồi. Tự nhiên các mày múa vậy? Mày vô dụng không trọng lực, các mày làm con bướm vậy? Đi chị, bấm cho đứng lại đi. Bấm cho đứng lại. Bấm cho đứng lại. Chị. Hả? Nãy giờ chửi chị quá trời. Chị là gì của anh vợ? Vợ. Vợ hả? Ừ. Già quá rồi. Lấy em đi, em tính lấy mấy bà. Hả? Trời ơi. Trời ơi. Bà chủ. Trời ơi. Tôi đóng cửa tôi không phục vụ rồi mà ai mở cửa cho nó lên. Giờ nó chết chồng tôi vậy trời. Đóng cửa. Tìm là... Xin chào. Ủa trời, cái này nữa hả? Vậy nè. Ai đây, ai đây? Em không biết nữa. Hả? Bởi vì kêu em vô quán để ăn rồi cái để em ra bắt em bận đồ rồi. Em nghĩ chắc em làm Alibaba quá. Alibaba. Giờ mở cửa chắc 40 tên cướp đứng chỗ. Trong đây nè, có 4 tên thôi nè. Có 4 tên thôi là muốn trào máu rồi nha. Đừng nói 40 tên. 4 tên đại diện cho 40 tên đó. À đó. Nhưng mà đây là hội quán Tiếu Lâm. Trong đây giống như là một cái quán ăn. Nhiều món ăn ngon, nhiều món ăn hấp dẫn lắm. Chà, nhìn cái tướng vậy chắc là ăn cũng tốt lắm đây đúng không? Dạ, em khoái ăn lắm. Nhưng mà chả biết bạn có phải là Alibaba thiệt hay không nữa. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ vào trong đó đi. Rồi mình sẽ biết bạn là ai nha. Vào rồi biết ha. Vào rồi biết. Nào, xin mời hội quán Tiếu Lâm mở cửa ra nào. Tạm biệt. Mừng quý khách đến với một xứ sở thần tiên, một xứ sở không thể nào tưởng tượng nổi. Xí xí, ông là ông thần nùi dẻ hay gì vậy? Không biết ta đâu, từ từ sẽ biết. Đến với xứ sở thần tiên này,
bạn phải có một vũ điệu chào mừng, hãy nhảy cùng tôi nhé. À. Vô. Vô. Kìa. Đi nhảy này. Đi nhảy gì? Đi nhảy này nhìn quen lắm. Ai ai quen? Aladdin phải không? Sao biết tôi vậy? Không nhận ra tôi, không biết tôi hả? Ông ai? Biết này là gì không? Cái này không biết kêu bằng cái gì luôn á. Cái đèn thần đó. Cái đèn thần hả? Biết tôi là ai không? Ông là ông cầm đèn thần. Đúng rồi. Số tôi nó vậy á. Là sao? Đẻ ra là cứ ôm cái đèn này đứng nhìn vậy đó, hết dầu cái châm vô, hết dầu cái châm vô, đứng cầm cái đèn vậy hoài luôn, số nó vậy. Vậy hả? Ê bữa nay cứu thoát được số rộng này giùm không? Dạ tôi kêu làm gì ông? Bây giờ chà chà cái đèn cho ông thần xuất hiện lại để tôi giao cái đèn này cho cậu chứ, bây giờ tôi cầm cái đèn vậy hoài, tôi đứng tôi cầm hoài tội nghiệp tôi chứ. Bây giờ tôi chà hả? Đúng rồi, chà đọc thần chú đi chứ. Tôi đâu có biết thần chú đâu đọc. Định mấy năm trước trà là ra ông thần đèn mà. Trời ơi lâu quá nó đổi bát rồi ba ơi. Gắng nhớ giùm tôi trà cái đèn đọc thần chú giùm cái đi. Mà giờ tôi không nhớ cái cao nó là cái gì nữa nè. Cao bát quật gì cứ trà nhớ trong đầu nhớ cái gì đọc thần chú nhảy múa điện vũ gì đó. Trời ơi tội nghiệp tôi quá mà. Tôi không biết. Lại không xuất hiện là không phải rồi đó. Chứ giờ đó nói cái gì mới ra. À tôi nhớ câu thần chú rồi. Câu gì? Tờ hần chờ ú. Tờ hần chờ ú. Đọc nhanh 3 lần. Tờ hần chậu. Đúng rồi. Không. Có tiếng cười. Thần đèn xuất hiện rồi. Tôi thắng rồi. Thần đèn. Trời ơi. Tao mừng quá. Lâu quá rồi mới ra qua đây được. Trời ơi ông mừng quá. Ai thật rồi, tôi là cái đàn thần. Đây. Ai? Aladdin. Aladdin đi à? Dạ. Phải không? Dạ đúng rồi. Nhớ cách đây mấy chục năm ngươi ốm lắm mà. Dạ. Sao bây giờ ngươi mập như vậy? Tại con mau lớn. Chừng nào đẻ? Hả? Dạ chừng nào ông đẻ con đẻ. Thôi thôi. Lần trước á, ta cho ngươi 3 điều ước. Bây giờ, ta muốn lấy lại. Vậy sao kỳ vậy? Cho ngươi. Ngươi phải cho ta lại 3 điều ước. Nếu không ta sẽ đi theo ta ám ngươi hoài. Không ngày nào ngươi ăn ngon ngủ ngon. Thấy chưa? Ba điều ước xin lại con đâu phải thần đâu con cho. Cứ xin đi, cái chà chà đó là nó sẽ có hiệu nghiệm liền. Ai xin? Ta. Ông xin và ông kêu ông cứ xin đi. Ta đúng xin. Rồi, đúng ta rồi. Ta xin con một điều ước. Thì ông xin con gì? À để coi coi. Ta là thần mà bây giờ ta xin thì ta phải suy nghĩ. Dạ. Ta muốn thấy một cái điệu múa móc mỡ. Múa móc mỡ ông hả? Không, ngươi móc mỡ. Ngươi múa móc mỡ cho ta coi. Múa mỡ thôi chứ móc mỡ thì múa mỡ thôi chứ múc móc rồi mỡ. Thôi được rồi. Ông cũng có mỡ mà sao ông đối xử với người có mỡ kìa. Múa mỡ cho ta coi cũng được. Rồi múa mỡ đi. Múa mỡ ta. Múa cho đẹp nha. Không đẹp là ngươi sẽ chết cái đà đó. Trời ơi. Rồi chưa? Rồi chưa? Hay. Ừ được rồi. Được chưa? Bây giờ con được ước thứ hai. Ước gì để vậy? Để coi à. Cái điều ước này ta muốn dành cho con gái cưng của ta. Vậy? Để ta kêu con gái ta ra. Không có con gái nữa. Có hả? Con gái cưng của ta đâu? Mau xuất hiện. Dạ, con xin chào cha. Ủa? Hôm nay tại sao ai móc cha ra đây vậy? Con hỏi là ai móc cha ra đây? À đây, chính là cha Aladdin. Ôi xin chào một anh chàng dễ thương, múp míp mỏng mỉm và rất là béo phì một chút. Tại vì Aladdin của em ngày xưa bay trên thảm không có thể nào mà mập như vậy được. Thì bay trên cái thảm mà mập vậy nó mới thê thảm đó. Được rồi, sao cũng được. Nhưng mà em rất là cảm kích vì anh đã chịu khó chui vô hang này để mà gặp em. Bây giờ em rất là mừng. Cha ơi, cha nhớ là cha cho con 3 điều ước không? Bây giờ con thực hiện một điều ước liền nha. Được. Con ê, một điều ước. Ông ước hết điều rồi. Cha ước một điều rồi, bây giờ con một điều thứ hai. Có thôi. Hai hả? Ồ vậy đó hả cha? À, một điều thôi con. Anh có thể múa rắn cho em được không? Và em sẽ trổ tài thổi sáo. Rắn hả? Lấy đạo cụ cho ta. Rồi. Aladdin.
giờ tôi múa làm con rắn hả? Bữa nay là công chúa thổi cho con rắn múa nha. Ừ. Làm sao mà con rắn từ lúc nằm á nha mà em thổi á, nó dạ, phải con rắn nó ngồi nằm hay nó bò cũng giống nhau mà. Thì bây giờ nói chung là con rắn nó cuộn tròn lại đó, trước khi nó bò, hiểu chưa? Sao con cuộn được chứ? Trời ơi, ta muốn cái cuộn. Sao mới chọn? Không được. Dạ, cái này là con rắn hay là con chăn vậy? Cái bụng rồi. Cái đầu cái khó mà vậy. Rồi nè. Trời ơi. Đừng có vũ điệu gì vậy trời. Hay quá vậy. 1, 2, 3 ta thổi nha. Thổi lên. Rắn đang bơi luôn kìa. Bắt đầu. Bò đi. Cho con rắn nghe hip hop đi. Trời ơi. Ôi cha, con đã thấy vui rồi. Bất ra là chàng trai Aladdin này cũng làm cho con được vui. Vui không? Quá. Cảm ơn chàng. Anh già Aladdin nè, ra là giúp tôi hai ước rồi, tôi cảm ơn em. Có đồ ăn bồi bổ cho anh, đợi chút xíu nha. Anh ngồi xuống đây. Có được ăn. Đây. Đồ ăn. Món ăn quen thuộc của xứ sở mình. Cái này ăn cái gì vậy? Trời ơi, cái món ăn này là mấy con rắn khoái lắm. Ủa làm sao? Đang hạnh giới thiệu. Cái này là một món trứng. Trứng kiến không? Không phải. Đó là trứng. Mấy trứng này ướp la hết rồi đó. Chết đây. Không? Chết không? Không có chết. Món này mấy con rắn nó khoái lắm. Có thể ngủ lâu thôi. Được không mà. Chưa ăn chứ phải chưa liếm. Nhấp môi mà. Rồi quất đi. Ăn rồi ăn mà chưa uống rượu nhấp môi. Nó muối thơm quá. Đúng rồi. Ngon lắm. Thấy ghê quá. Ngon mà. Rồi, cảm ơn đã giúp hai người bước nha. Rồi, sao nữa? Mời phu nhân. Mời phu nhân ra. Ê, ê, khoan, khoan, tí, tắt nhạc. Ai móc ông ra vậy? Đây, người đã móc ông ra. Aladdin. Ồ, Aladdin. Rảnh ha. Người ta ở trong đây thì để cho người ta ở trong đây đi. Móc ổng ra chi vậy hả? Dạ con rảnh mà, con rảnh con mới vô động chứ con không rảnh con đi chơi rồi. Con dạ. Có xin ba điều ước. À, mà ta đã về xin được hai điều rồi. Còn một điều cuối cùng ta muốn dành cho nàng. Đúng rồi, đúng rồi. Trời, Aladdin, tôi á, từ hồi nào tới giờ á, tôi ở trong cái hang này nè. Mà hả, trong hang nó không hề có một cái gương nào hết để cho tôi soi mặt hết. Nếu tôi không thể nào hình dung ra được nhan sắc của tôi nó đẹp tới cỡ nào. Ai cũng nói tôi đẹp hết mà tôi không có tin. Bây giờ á, Aladdin làm ơn á cho tôi một cái gương để mà tôi tin tôi đẹp đi. Con thấy bà không tin là đúng rồi đó. Sao vậy? Đúng rồi đó. Ở đây ai còn đẹp qua tôi. Trời ơi. Má con á hả? Trời ơi. Má con mà chặt cái ớt à? Trời ơi. Nó là con của chồng tôi chứ không phải con tôi. Cái gì vậy? Con ghẻ hả? Khổ quá ta đi, có gắn có bao thời gian đâu mà hai má con là muốn thuẫn vậy. Dạy con lại đi. Trời, từ. Cái gương... Lấy gương ra đi để tôi soi coi ai đẹp hơn ai. Cái gương... Nè, nè, bây giờ chỉ cho. Nè, bây giờ nè. Hả? Đứng đây. Bây giờ, đây là cái gương ha. Đây là cái gương. Tôi là cái gương đó hả? Đúng. Aladdin là cái hình ảnh phản chiếu của tôi. À. Đó. Thì bây giờ tôi soi gương nè. À. Đó. Đẹp lắm. Trời ơi, để nhạc cho gương nhảy luôn kìa. Trời ơi. Được hết trơn á, bực bội. Tôi phiền ta. Đúng rồi. Ông cho đó, ông chưa thấy gương bao giờ luôn hả? Ông nhìn vô là thấy ông luôn rồi đó. Ông Vũ sao vậy? Không có sao hả?
giờ cũng chưa thấy gương sao cho con sâu chút xíu ông chủ. Gương ơi. Ê. Ê. Sao hại bạn? Trời ơi, hay quá vậy ta? Hay quá vậy ta? Trời ơi, cái gương. Trời ơi, cái gương. Sao mập quá vậy? Sao mập quá vậy? Không giỡn nha. Giỡn nha. Thôi nghỉ nghỉ, ông chủ như đây đủ rồi. Đây đủ rồi. Đủ rồi. Ôi. Bây giờ. Ê, cái gương bị lỗi rồi. Sao vậy? Cái gương bị lỗi rồi sao? Mình tới 4 người mà nó có 1 người vậy? Ờ, kỳ quá. Cái gương bị lỗi rồi. Đập cái gương đi. Cái gương này bị hư rồi. Cái gương này bị hư. Trời ơi, sao đập tôi dưới vậy? Ngài là ai? Ta chính là thần đèn. Cái gì? Cái gì? Ông nói cái gì? Ở đây chỉ có một thần đèn thôi. À, là đi. Dạ. Chờ nó. Dạ. Đúng là ở đây chỉ có một thần đèn. À. Nhưng thần đèn đó chính là ta. Dù lý. Chuyện gì mới là có lý? Bây giờ tôi với ông thử thách. Nếu ông là thần đèn thiệt, tôi sẽ ở lại đây làm công không cho ông suốt đời. Được. Nếu ông là thần đèn giả, tôi sẽ đưa cậu Aladdin này ra khỏi động này. Được. Mời ông. Hay quá. Wow! Thần đèn à? Bước đầu rồi. Lấy cái chân này lên ba. Bây giờ con vợ làm thế được không? Rồi chóng lên đi luôn. Chết. Thử thách này có lẽ đối với ông nó hơi khó. Ừ. Hồi nãy ông đã bảo cậu ấy cuộn tròn. Bây giờ ông cuộn tròn với tôi được không? Hay quá. Cuộn đi. Thôi rồi. Cuộn đi. Cuộn đi. Tào lao. Thằng đèn người ta làm cái gì cũng được. Thằng đèn này là thằng đèn gió. Dạ. Thằng Phi, thằng tầm 7, tầm 3 cũng nhận là thằng đèn. Ta nói cho biết, muốn biết thật hay giả nên mua hàng chính hãng. Mà hàng chính hãng ở đâu? Đây nè. Hàng chính hãng nè. Wow. Aladdin, dạ. Đi thôi. Đi, mời ông. Ê. Dạ. Mình là thần mà. Mình dạ. Bay chứ bay. Ông coi ông mới sợ. Bay luôn hả? Tụi tôi bay. Tụi tôi biến ông mới sợ. Hồ biến. Trời ơi. Hết giờ hụt vũ. Tôi dính đau quá. Sẽ quên hết bao nhiêu sầu lo, cần một người về.
ta vui không cần đến ngày mai. Cho dù có những điều vẫn chưa hiểu về nhau. Check it out. Hãy đến bên anh và hôn anh nào. Kiss me, 1, 2, 3. Can you see? Check it, baby. Bơi bay là chỉ nhắm từ mây. Bước chân anh ấy càng vội vã. Hãy nắm lên đôi tay này. Hãy cứ hôn lên đôi môi này. Kiss me, hold me. Hold me please. Đợi một vòng tay ôm anh trong đêm nay thôi. Chỉ vì mình tới anh sẽ quên hết con hết những sầu lo. Cần một người bên anh những lúc cảm thấy yêu đuối. Chỉ để mà tới buổi sáng quên hết con hết những buồn đau. Chỉ vì một vòng tay ôm anh trong đêm nay thôi. Chỉ vì mình tới anh sẽ quên hết con hết những sầu lo. Cần một người bên anh. Sao vậy đó? Dạ nghe nói đồ Tây á, cái cho em vô đây em cũng không biết vô quán như thế nào nữa. Thích ăn món gì nè? Dạ món Tây, món Tàu, món Nhật, món Hàn Quốc, món Việt Nam. Dạ em thích ăn món Việt Nam nhất. Món Việt Nam, chính vì thế ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời bạn đến với quán ăn với món Tây. Dạ bây giờ là buổi chiều tối rồi đúng không? Dạ đúng ạ. Buổi chiều tối thì mệt mỏi nhiều ha, cả một ngày làm việc mà thành ra những thành viên này đôi khi cảm thấy rất là bức xúc, cảm thấy rất là dễ nổi nóng. Cẩn thận. Dạ. Vì thế tôi sẽ dành tặng cho bạn một lá bùa. Dạ. Xem như là một cái độc chiêu. Bạn hãy sử dụng nó khi nào mà thấy có dấu hiệu băng hữu. Dạ. Thì lúc đó hãy sử dụng lá bùa của tôi trao cho bạn nhé. Dạ, cảm ơn anh, ít ra cũng có bí kíp. Bây giờ sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng rồi. Chúc bạn ăn món Tây may mắn. Dạ, cảm ơn anh. Nào, Hội quán Tiêu Lâm, mở cửa ra nào. Tạm biệt. Dạ. Dạ anh chào chú ạ. Chào Văn Hữu. Còn thấy rất là lạ phải không? Dạ lạ. Tại vì ở bên trời Âu này mà tôi là ăn mặc gì? Dạ đúng rồi. Áo bà ba. Dạ. Mang guốc dâu. Dạ. Tại vì tôi không phải là người xứ ngoài. Tôi rất là nhớ quê hương. Dạ. Nhưng mà làm như vậy để cho vợ con tôi nó vui thôi. Dạ. À, chính vì tôi gọi cậu, coi cậu như bằng hữu. Dạ. Tôi rất là tin tưởng. Dạ. Nhưng tôi muốn chia sẻ với tôi một chuyện. Dạ, chuyện gì khó không ạ? Không khó. Dạ. À, cậu có thể cởi một quần dài lại không? Ngồi xuống đây. Ờ, nhất thiết là phải cởi giày à? Một bên. Một bên dài. Đây. Mang cái này nha. Mà khoan chú, con đã lỡ mang vậy rồi thì thôi chú mang bên kia luôn đi. Được. Hơi nhỏ mà không sao. Dạ. Để chứng tỏ chúng ta. Dạ. Quy lắm. Dạ. Được rồi, bây giờ đi về. À, con ngồi xuống đi. Thật ra tôi có cái chuyện này muốn chia sẻ với cậu. Dạ. Mọi người ở gần gũi tôi đang tính hại tôi. Tại vì tôi biết cậu là một người tốt. Dạ đúng rồi, con tốt mà. Dạ. Ừ. À, hình như quán tôi có khách. Dạ. Cô chờ chút. Ê! Dạ. À, bonjour. Nói chung là muốn ăn. Cậu à, quý khách chờ chút nha. Tại vì cái người phục vụ đó, tôi chuyển nó qua làm giường rồi. Dạ. Cho nên bây giờ trong thời gian tôi kêu nó vô, cậu có thể giúp đỡ tôi tạm thôi. Dạ. Tạm phục vụ người khách này giùm tôi. Dạ được. Được à. Không? Dạ được. Chút xíu thôi nha. Dạ dạ dạ. Khó ha. Dạ dạ dạ, phục vụ à. Tôi khát nước. Dạ khát nước ạ. Cho tôi ly nước. Dạ dạ. Nước. Dạ xin hỏi ngài còn dùng gì nữa không ạ? Bây giờ tôi nhờ cậu vào rửa cái ly này cho tôi được không? Dạ được ạ. Dấu vân tay nhiều quá.
Dạ không còn một dấu vân tay luôn ạ. Cậu nhìn như vậy mà không còn một dấu vân tay à? Dạ đâu có đâu. Cái này ông bà mình có câu ngày xưa, nhưng mà mình dùng cái gì mình cũng phải nhớ tới cái câu này. Ăn trầu phải mở trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vôi. À, tôi không biết là cậu có quý tôi hay không. Dạ. Nhưng cậu cứ uống trước giùm tôi được không? Dạ nếu con uống thì nó không sao không sao. Tôi không ngại, cậu đừng ngại. Dạ. Uống nước là phải vậy hả? Dạ để đi con. Không, thật ra ở đây con phục vụ. Dạ không cần. Dạ tôi tự phục vụ được. Xin lỗi cậu, tôi chưa bị liệt. Ở đây có món gì ngon? Dạ ở đây có món cơm tấm, cóc ổi mía ghim, với lại món mắm ruốc chân da ua. Cậu cho tôi ngay cái món mắm ruốc chân da ua liền tay. Dạ mắm ruốc chân da ua ạ. Dạ món mắm ruốc chân da ua ạ. Dạ cái này là công thức đặc biệt của quán con ạ. Cái mùi mắm ruốc của mình hơi khó chịu cho nên con đã khử mùi luôn rồi. Hay quá vậy. Dạ con khử được mùi mắm ruốc luôn. Ăn trầu phải mở trầu ra. Đó nữa. Thì cái này có nửa chứ đâu phải ly đầy đâu. Tôi đưa lên là tôi biết nửa rồi đó. Dạ. Chứ mà tôi chỉ đọc cái câu ăn trầu với mở trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vôi. Mời cậu. Mùa này ở Việt Nam mình đang là mùa trái cây cậu à. Dạ. Trái cây ở đây nó có ngon như trái cây ở Việt Nam không? Trái cây ở đây thì ngon. Cũng ngon lắm hả? Dạ cũng. Chùm nho rất là tươi. Dạ đúng rồi, con không thích ăn nho lắm. Ăn trầu phải mở trầu ra. Ăn thử coi. Ăn thử tới coi chơi. Bức nó ra. Nhai nó. Nó ngon mà nó. Nó dai mùi nho. Cái trái này là cái trái gì không phải trái nho? Đúng rồi, nó dai mùi nho. Nó dai mùi nho. Dạ. Hồi giờ tôi nghe nó thơm mùi nho chứ làm sao có dai mùi nho. Dạ con nuốt con ăn trọng luôn á. Chú cảm ơn. Dạ. Bây giờ chú tạm thời chú không thanh toán tiền. Cái tiền đó là con thanh toán. Bây giờ nãy giờ con uống chứ chú không có uống. Chú. Cắt. Dạ dạ. Anh muốn cắt gì ở đây à? Cái gì? Anh cắt đi cắt. Dạ, đây cắt đi. Cắt cây. Cắt cây. Dạ dạ có lá cho anh cắt luôn dạ. Cái gu tôi là gu cắt cây. Dạ có cây. Cây là cắt. Dạ. Cái này chai rượu mà. Dạ. Ở đây có cái cây gì là cắt. Mày làm cái gì vậy? Mày khùng hả? Khùng cái gì, vẫn đang làm vườn á, ngoài vườn á đang cắt cây, tự nhiên chủ kêu vô đây thì thấy gì cắt cái đó, cắt. Mày. Kêu vô là mày không chủ đi cắt cây. Khách của chú đó con. Dạ hồi nãy con phục vụ rất là tốt, khách khen quá trời rồi xong khách nó về rồi. Trời ơi. Chết. Vậy cuối cùng con cắt cái gì? Con tiếp tục làm vườn, đó là ông phát tiền cho con sao nghe. Ông vừa nói gì? Ông cho tiền có. Hồi đó giờ nổi tiếng keo kiệt luôn mà tiên khơi khơi này cho tiền con hả? Thì keo kiệt thì cũng có hơi lúc nó rộng rãi với con. Con biết rồi. Sao? Ông chủ đã tốt với con vậy thì lấy gì con không tốt với ông chủ. Cảm ơn con. Con có để ý ngày cái lịch đó. Con biết ngày hôm nay là đám giỗ của ông chủ. Cái gì? Không. Sinh nhật của ông chủ. Con có món quà chuẩn bị cho ông chủ. Con để ý luôn hả? Dạ. Cái kéo này bây giờ cắt cái gì đây? Cái bậy. Bỏ đi con. Bỏ đi, bỏ đi. Giờ có món quà cho ông chủ. Khổ lắm. Dạ. Cứ nó phục vụ đây đó. Dạ anh có vấn đề. Có gì? Sinh nhật ông chủ tôi. Dạ sinh nhật. Tôi có món quà tặng cho ông chủ tôi là cái bánh kem. Dạ. Mời ông chủ ăn. Dạ. Nhưng mà. Đúng rồi. Tôi có quà rồi sẵn anh ở đây nữa. Anh phải có món quà tinh thần tặng cho ông chủ tôi đi. Dạ hả? Ông chủ tôi thái lạ lắm. Bây giờ á anh phải vừa quýnh giỏ vừa hát cái bài Happy Birthday chú vô ông chủ tôi mới vui. Cái lạ cái đó lạ đó. Đúng rồi, anh vừa đánh giỏ vừa. Dạ được, được. Ở nhà em nhiều giỏ nào em cũng biết làm hết trơn á. Đánh giỏ vừa hát. Vô. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Có gì vậy? Happy birthday, happy. Đánh giỏ anh à. Birthday, happy birthday to you. Nhanh lên nè, disco nè. Happy birthday.
đánh võ, đánh võ, đánh võ con, đánh võ. Đời thu you, nhanh lên. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Không có được, mà làm không có giống. Không phải làm cho. Dạ dạ, dạ anh làm thử chứ em cũng không giỏi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Cái này em làm được. Nè, anh làm ơn đút cho ông chủ tôi muỗng rồi tôi mới đi vô được. Ờ dạ dạ. Một muỗng bánh kem tôi mới đi vô được chứ ngoài đây tôi bắt đầu tôi tìm gì tôi cắt nữa. Dạ để đút cho ông chủ miếng bánh kem. Sao bự quá vậy? Ăn đi, một miếng thôi nhấp môi cũng được. À dạ. Hay quá. Dạ em mời anh nè. Có luôn. Được rồi, được rồi. Miếng ông chủ tôi vui được rồi. Dạ. Anh để đi. Rồi rồi. Dạ. Rồi rồi. Thôi ông vô làm cắt ra giường tiếp nha ông chủ. Cảm ơn con. Dạ. Con vậy đó. Đấy. Bây giờ con người coi. Cục cưng à. Ôi cục cưng, cục cưng, cục cưng trai đẹp kìa. Dạ anh chào Thiếu. Ồ. Đây là cháu. Cháu hả? Dạ. Trời đẹp trai quá. Dạ. Mặt sáng sủa quá. Dạ. Thông minh quá. Ừ. Nhưng mà bây giờ có một cái câu đố nha. Nha. Bây giờ mình thử trí thông minh nha. Nha. Rồi chờ chút xíu nha. Thấy bà chuyện chưa bà vui lắm. Dạ nhìn nhìn Thiếm là con cũng thấy vui rồi. Thương lắm mà. Đây đây đây. Cái gì đó? Ông dẹp cái bạch cho tôi đi. À. Đây đây đây. Lấy vào đây luôn. Dạ. Oh, bonjour. À khách ở đâu mà quá trời nước vậy? À, dạ không, đây là câu đố để cho cái cậu này giải đố. Ồ, câu đố này cô cũng đã từng đố tôi rồi. Đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ sửa soạn cho cậu ấy nhé. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Ừ, còn may mắn khi gặp được chúng tôi đấy. Nói ba mẹ của cậu chuẩn bị đi tới hốt cậu về đi nha. Ủa cái gì vậy? Câu đố đã xong. Tôi ra ngoài kia chút xíu tôi vô. Công nhận hôn vợ ta sướng thấy mẹ luôn. Câu đố là cậu làm sao xếp 6 cái ly này theo thứ tự xen kẽ. Ly có nước, rồi tới ly không có nước, rồi tới ly có nước, rồi tới ly không có nước. Nhưng với một điều kiện là cậu chỉ được di chuyển một ly. Dạ, thì một lần di chuyển thôi đúng không? Đúng rồi. Chỉ di chuyển một ly thôi. Ủa vậy hả? Vậy là hai ly rồi. À vậy là hai ly. Khoan từ từ. Wow, đẹp trai và thông minh. Trời vừa đẹp trai vừa thông minh, không lẽ giờ đè ra hung chứ trời. À, dạ thôi, dạ thôi khỏi, dạ cảm ơn. Dạ, dạ. Thôi, thôi khỏi luôn đi. Đẹp trai quá. Nguy vợ. Đẹp con gái của tôi. Bonjour. Bonjour, sawadikap, phẩm sư chong xin kiểu ông chong khắp. Hello. Dạ con nói, thấy cổ nói gì con nói lại thôi, con cũng hiểu. How are you, daddy? Hả? Happy birthday to you. Trời ơi, con nói tiếng Việt cho nó đàng hoàng đi. Nói được tiếng cái khó nghe quá. Sao tự nhiên ba lại la con như vậy? Trời ơi. Hôm nay là sinh nhật của bà. Con có món quà muốn chúc mừng cho bà. Trời ơi. Bà la con như vậy con buồn. Con sẽ khóc. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi thôi. Nói có chút xíu thôi mà cũng khóc, lúc nào cũng nhõng nhẽo. Có người lạ đừng có làm như vậy, người ta cười. Nghe không? Ừ, em ơi, em đừng khóc. Em khóc xấu lắm. Có lây lẹ vậy? Anh đẹp trai quá. Ai cũng nói anh giống Chí Thiện. Ồ, vậy à. Vậy, thường em khóc là em khó nín lắm. Bây giờ có anh đẹp trai quá,
Em muốn anh làm cho em vui một chút được không? Ờ, em ơi, nếu anh làm cho em vui thì anh sẽ khóc đó. Không, em sẽ rủ anh đi, anh yên tâm. Em rất là thích xiết. Hôm nay em thích cái gì? Xiết. Xiết. Ảo thuật. Ảo thuật. Yeah. Hôm nay là sinh nhật của Daddy em. Anh phải làm một tiết mục gì đó cho Daddy em vui mà em cũng vui luôn. Em có 3 cái ly này. Trời, dây ly nữa hả? Nhà này thích ly lắm con. Và em có 3 con dao. Anh làm sao xếp 3 con dao, cái cán nó phải nằm trên 3 cái ly và để cái ly thứ 4 lên. Nếu anh làm được em sẽ rất là vui. Rồi, cái này có coi trên TV rồi. Vậy hả? Anh làm như vậy nó có để cái ly lên được không? Không. Rồi, anh đặt thử cái ly lên xem. Khoan, từ. Chết rồi, hôm bữa coi TV mà không coi tới hết. Coi có nửa chừng. Anh làm như thế rồi anh đặt thử xem nó có lên được không. Sắp hết giờ rồi. Sao? Thôi anh thua. Đâu làm thôi đấy rồi. Thấy chưa, 3 cái cán nó nằm trên cái ly. Và bây giờ em để cái ly lên. Bà thấy con gái của bà có thông minh không? Quá dội, quá dội. Ồ, con chúc mừng sinh nhật bà. Con mời bà uống ly rượu này. Ngại quá. Không có ly. Dạ, 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 thôi ạ. Dạ, thôi con nhìn bác uống con cũng vui rồi. Cảm ơn con ha. Dạ. Bác xin phép nha. Dạ, bác uống hết luôn. Dạ. Happy birthday, Daddy. Cảm ơn anh đẹp trai đã đến chung vui sinh nhật của Daddy em. Cảm ơn em. Em ở đây nữa, về nhà anh nói tiếng này mẹ anh đánh anh chết. Em thấy nói tiếng này cũng dễ thương mà. Nó mệt. Cái đầu đông chồng tao chết bằng bánh kem. Bà lăn bánh kem nhờ ông vẫn bình thường, ông nhảy ông nhoi mà uống ly rượu vô. Đúng rồi, uống ly rượu vô. Con không có. Như vậy là chỉ có một mình nhà ơi. Bây giờ là gặp ông chủ gì chứ? Đúng rồi. Ngôi nhà này vừa xảy ra án mạng đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi thưa ngài. Ngài ơi, chồng của tôi bị đầu độc ngài ơi. Cha của tôi bị người ta đầu độc. Ông chủ của tôi bị người ta đập đầu, bị người ta đầu độc. Tôi sẽ tìm ra hung thủ. Ở trong ngôi nhà này có bao nhiêu người? Dạ 1, 2, 3, dạ 4 người ạ. 4 người. Tính luôn người chết là 4 đó. Nào, người chết là 4 rồi. Còn người đó người ngoài. Dạ, con người ngoài trong vườn này. Nhưng mà hiện tại cậu đang đứng trong ngôi nhà này. Dạ, vì con đi ra khỏi ngôi nhà này. Đến lại đó. Ở đây vẫn là còn trong khuôn viên của nhà. Cổng nó đóng rồi, có đi cũng không được đâu. Vậy là anh giết xong anh bỏ chạy đúng không? Dạ không, em sao chạy kìa. Máu là red. Hả? Màu đỏ. Đúng rồi, hồi nãy ông có chỉ vô cái miệng ông. Máu là gì? Tiếng Anh gọi là blood. Blood gồm có 5 chữ B-L-O-O-D. Y là bà làm ổng ốm đài. Hả? Mẹ này chứ mà. Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời, quen quá. Bậy rồi. Không phải. Người ta là xì lắp hôm mà từ từ để người ta nghiên cứu. Đạt chính là hung thủ. Trời ơi. Ôi, bê đi. Mà sao kỳ vậy, tự nhiên bê chữ giờ mà. Sao kỳ vậy?
Chứ đánh máy là... mày đánh trên máy điện thoại mày đánh hai lần chữ V là nó thành chữ D. Trời ơi sự lốc hôn mà. À, đúng rồi đó. Đúng rồi là do tôi đó. Tại ông chủ nè hứa cho cưới cô chủ cho tôi mà ông cùng ông cưới cô chủ tôi rồi cưới ông này. Tôi mới giận quá. Tôi giận quá, tôi biết ông chủ dị ứng cái đầu họng, tôi làm bánh kem cho ông ăn đi, ông dị ứng ông đổi mè đai thôi mà sao ông chết dữ vậy? Cậu là hung thủ. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy? Không có ai là hung thủ hết. Ông chủ vậy ơi. Ông chủ vậy ơi. Mình ơi, nãy giờ mình nằm đi ngủ hả? Nãy giờ mình ngủ. Ông chủ nãy giờ nằm tôi đây có ngủ làm hả? Cái gì đâu, tôi có không có bị gì hết. Thật ra đó. Ra rồi vô trí. Dạ dạ thấy đông đông vui vui là con vô à. Thật ông ra ông chủ tại ông giận quá rồi tính cho ông chủ nổi mày đai cục vừa chơi vậy thôi à chứ không có gì hết. Mày tốt quá ha, nổi mày đai cục cho nó ngứa chơi ha. Tôi thử nhà này muốn mọi người có một cái bài học là ở trong nhà mình sống phải yêu thương nhau, không có được nghi ngờ lẫn nhau, hiểu chưa? Đúng, nói nhầm là rất là đúng. Còn tôi nói cho cậu biết, tình yêu phải đến từ trái tim. Ông chủ không gả cô chủ cho cậu là tại vì cậu sống mà cậu chỉ biết nghĩ tới mình, không biết nghĩ tới người khác. Bây giờ cậu cứ làm mọi việc tốt đẹp đi, ông chủ sẽ gả cô ấy cho cậu. Dạ. Chứ đâu có gả cho cậu này. Đúng rồi, đâu gả cậu này sao được? Sao được? Cậu này là của tôi bỏ. Trời ơi. Trời ơi. Vô xin lỗi ông chủ, tại con hiểu lầm vậy thôi. Mai mốt con sẽ làm điện tốt, con mai mốt con làm bánh kem không có pha đậu phộng nữa cho ông chủ ăn khỏi dị ứng nữa. Thôi được rồi, biết cả nhà lo cho tôi là tôi vui lắm rồi. Thấy không? Đó. À. Aladdin. Ờ sao giờ tự nhiên thành vậy? Xóa tóc đa là nó vậy á. Bị điên à, bây giờ thành Aladdin rồi. À. Rồi. Thôi bây giờ như vậy, chúng ta sẽ có một cơ hội để chúng ta trút giận. Dạ. Chúng ta trả đũa. Ba người chúng ta sẽ quay ngược lại với hội quán Tiểu Lâm này. Chúng ta sẽ đưa ra những thử thách ngược, hành hạ ngược lại cái gia đình ông bà chủ quán này, đồng ý không? Đồng ý. Okay. Cô lên. Cô lên. Chúng ta bắt đầu, bắt đầu. Chúng ta sẽ chiến thắng. Em tin. Vậy hả? Ai nhìn kỹ tôi đi, tôi quý tộc ghê không? À, theo tôi ghê không? Đó. Rồi được. Bây giờ ba người chuẩn bị vào trong hội quán Tiểu Lâm để mà thử thách ngược lại gia đình ông bà chủ quán. Chuẩn bị. Cửa mở ra nào. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn anh. Hôm nay muốn ăn gì? Kính kia nói ra đi. Hồi quá Tiểu Lâm xin mời. Chào mừng quý khách đến đây. Chào mừng quý khách trở lại. Chính ra hai cho khách ngồi chứ. À mời quý khách ngồi. À tiếc quá chỉ có hai cái ghế thôi. Ủa sao có hai cái ghế vậy? Ở đây sao là sao? Ghế nào không để? Bây giờ một người làm cái ghế cho tôi ngồi chứ. Đúng rồi tôi cũng vậy. Ông Cam. Bạn xuống đây, tôi muốn ngồi chỗ này. Xuống đây tôi ngồi yên tâm, tôi nhẹ lắm. Tôi có 90 kg thôi. Nằm xuống đi. Trời ơi. Mà cái tính tôi thích nằm ghế sofa bành. Trời ơi. Cái thế tôi phải như vậy. Trời ơi. Chết tôi rồi. Ráng đi con. Mà tôi thích ghế massage cơ. Ghế gì mà thôi ghế sập rồi tôi không còn. Được rồi. Không sao đâu bạn, tôi hay giỡn vậy mà. Tôi nghe nói là cái quán này là phục vụ rất là tận tình. Dạ, nhưng mà chưa thấy chưa tin đúng không? Trước khi vô đây á mình nghe nói là hội quán Tiểu Lâm á là mọi người đoàn kết lắm. Đoàn kết. Chứ tôi thương nhau lắm. Dạ. Đúng rồi. Đoàn kết hại người lắm. Đâu có, chúng tôi chỉ là hiếu khách thôi. Vui. Không có hại ai đâu. Tôi muốn mời các bạn ăn một món ăn. Rồi, đồ ăn. Tôi được ăn nữa. Lấy ra đây cho tôi. Lâu quá, mình mời ta ăn không nên mình được người ta mời. Tôi mời. Ngon lắm. Có chưa bạn ơi? Đơn giản lắm.
Chỉ mời mọi người ăn bánh thôi. Ôi trời. No. No. Phải có sốt. À, sốt, sốt gì ạ? Sốt cà. Xin lỗi, tôi lấy lộn tương ớt rồi. Trời ơi. Nó là hương do ổng ăn trước đi. Cái mặt cười buồn quá ha. Người ta kêu là cười gượng đó. Đặng nó thích đi thời gian hả sao nè. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trời ơi. Ngon quá. Vâng, tới bạn nam này mình phải thêm sốt. Yên tâm cho bạn ấy ăn đi. Mình chơi có một số thôi mà. Không có gì trả thù mình đâu. Chơi đi. Ta ăn bánh kẹo. Ngay mà. Oh no. Trong nhà hàng sang trọng sao chết mà. Lỡ tay, lỡ tay. Lỡ tay. Hưng phấn lên quá không thể nào kiểm soát được. Sao tôi không chấp nhận. Tôi không chấp nhận. Ở đây là nước ngoài. Bây giờ thôi bạn ơi, bạn bớt nóng đi. Tao phải ăn thêm một lần nữa tao mới hài lòng thôi bạn ơi. Tôi nghĩ là tôi nghĩ là các bạn ấy đã no rồi. Bây giờ ăn no rồi phải làm việc. Đúng rồi. Tôi rất thích là bơi lội. Ước mơ của tôi là bơi lội để tăng chiều cao. Bây giờ nó xẹp rồi. Nhưng mà rất tiếc là xẹp quá. Bây giờ về đi ha. Tôi để về đi. Có thể nào là mời cả nhà hãy giúp cho tôi làm cái chiếc phao nó to lên để cho tôi đi bơi lội không ạ? Thổi cho nó to lên. Bạn áo cam ơi. Bạn ơi. Hồi nghe, nói, nghe nói bạn tốt lắm. Bạn làm trước đi. Yên tâm đi. Tôi tới là các bạn không ở không đâu. Bạn này thổi ha. Ba người còn lại hát cho tôi nghe. Hát chèo đi. Chèo. Chèo đi. Ba thật thì chèo không? Ba thay phiên nhau thổi nha. Bắt đầu. Trời ơi. Rồi hát đi. Hát đi rồi thổi nè. Hát đi. Bèo dạt mây trôi cuốn xa xôi. Đi. Ông hát dở quá, ông thổi đi. Ông chủ gán đi. Ông nằm xuống đi. Hát cái bài gì sung sung mới thổi sung được chứ. Chuyển qua hát rap đi. Ê, mà tôi nghe nói ông hít đất hay lắm. Vừa hít đất vừa thổi. Làm dễ đi. Chơi luôn chú ơi. Hít đất vừa hít được đó, hay quá. Ô. Ông không có thổi. Ông chủ này hay quá. Mày phóng đi. Chết rồi chứ. Ông chủ này hay quá. Trời ơi, lỡ gì rồi. Thôi làm lại từ đầu đi ha. Cái tay tôi lỡ đi, con có cố tình nè. Thì có đục lỗ vậy. Tôi thổi mà đóng lên. Thôi bây giờ ông đứng lên đi. Ông chủ à. Ông chồng cái phao vào người thử coi vừa không. Chồng vào. Đáng yêu quá. Rồi bây giờ ông quay ngược lại, ông thổi tiếp đi. Thổi đi. Đó, công việc nó ngóc đầu rồi nè. Ông thổi đi. Ông thổi một hồi là ngóc đầu hết đi. Cái mặt ông tội quá. Cái mặt ông thương tâm quá. Ê, ông thổi sao mà chảy nước mắt luôn rồi kìa. Hết giờ phục vụ. Hết giờ phục vụ. Xin thay mặt hội quán Tiểu Lâm cảm ơn ba bạn đã ghé vô cái quán này và đã bị chúng tôi hành hạ thì ít, và ba bạn hành hạ chúng tôi thì quá nhiều. Mai chúng tôi ghé nữa. Cảm ơn, hẹn bạn mùa tới. Kính thưa quý vị, hội quán Tiểu Lâm đến đây là xin tạm khép lại. Chúng tôi xin chào tạm biệt.